Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 14. Oanh. Huyền khí trước người Huỳnh Dương Côn rốt cục nổ tung lên, thật giống như một đóa yên hỏa màu vàng to lớn ở trên không trung nở rộ. Cả bầu trời một mảnh kim quang chói mắt, tất cả mọi người trong Viêm Vũ Thành đều dồn dập nhắm mắt lại. Toàn bộ thiên địa đều là một đại dương màu vàng óng, màng tai bị chấn động đến mức mất cảm giác, hoàn toàn không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt toàn là màu trắng. Mình thân ở trung tâm tự bạo, nhưng lại không cảm giác được chút xung kích nào. Hắn hơi mở hai mắt ra, nhất thời đầu óc phát mộng, cả người giống như điện giật dại ra, chỉ thấy Trần Đại Sinh mặt hướng mình, mở ra bàn tay lớn đem mình gắt gao che ở trước người. Trần Thế Thúc, ngươi! Khạc, ngươi tiểu tử này, chỉ yêu thích làm bừa, nhìn thấy đối phương muốn tự bạo huyền khí cũng không trốn. Trốn, Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, hắn không phải không trốn. Mà là khống chế Phượng Hoàng hư hỏa, đã dùng hết một tia sức mạnh cuối cùng của hắn, lưu ly thân cũng bắt đầu hiện ra vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để nát tan. Hắn nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Trần Đại Sinh, chỉ cảm thấy trong mắt ươn ướt, nước mắt muốn trào ra. Tiểu tử, sau này làm việc phải lượng sức mà đi, biết không? Ta nợ ngươi một mạng, hiện tại vừa vặn trả lại ngươi. Cảm tạ đại ca những năm gần đây dốc lòng chăm sóc, cảm tạ ngươi để ta một lần nữa đứng lên. Cùng ngươi đồng thời vượt qua đoạn tháng ngày mỹ hảo này. Tạm biệt, thay ta chăm sóc Trần Chân, thay ta cùng đại ca nói tiếng tạm biệt. Này, này, đừng đùa, chỉ là tự bạo huyền khí mà thôi, ngươi là vũ quân A, đừng đùa, mau mau mở mắt ra cho ta. Nhưng mặc cho Lý Vân Tiêu kêu gào làm sao, Trần Đại Sinh vẫn như cũ nhắm hai mắt, trên mặt hiện ra một ý cười điềm tĩnh, cả người hướng về phía sau chậm rãi ngã xuống. Này, cái chuyện cười này không vui một chút nào. Lý Vân Tiêu đạp ra một bước, đưa tay muốn nắm hắn. Nhưng vết rạn nứt trên người nhất thời, rầm, một tiếng mở rộng, máu tươi từ quanh thân tràn ra, đau đớn như xé ruột truyền đến, cũng không biết là trên thân thể, hay là về mặt tâm linh. Thân thể hắn cứng ngắc ở đó, không cách nào đi tới một chút, thân thể của Trần Đại Sinh từ trên hổ vương chiến xa trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Phốc! Xa xa Huỳnh Dương Côn phun ra một ngụm máu tươi, khí thế cả người trong nháy mắt uể oải đi. Cả người máu me đầm đìa, phảng phất trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi, lờ mờ tối tăm. Hắn oán độc ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân Tiêu đứng trên chiến xa thất thần sững sờ, giận dữ hét, còn chưa có chết, ngươi lại vẫn không chết. Ngã xuống cho ta. Mấy chữ cuối cùng hầu như là liều mạng gào thét ra, hắn nâng thân thể đầy dẫy thương tích, chậm rãi bay tới, chân khí trên người bắt đầu ngưng tụ, mình thân là Vũ Tông tôn sư cao quý, dĩ nhiên rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy. Toàn là do thiếu niên này ban tặng, hắn nhất định phải đem thiếu niên trước mắt này lột ra rút gân, đốt thành cho bụi. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng từ phía sau Lý Vân Tiêu truyền đến, thanh âm kia do cực lực áp chế phẫn nộ, mà trở nên hơi run rẩy truyền đến. Một tay nhẹ nhàng khoát lên trên bả vai Lý Vân Tiêu, chậm rãi đem hắn nâng lên, giờ khắc này Lý Vân Tiêu đã triệt để rơi vào bất động, cả người trợn to hai mắt, nhưng không có chút thần thái nào. Ngươi là ai? Huỳnh Dương Côn kinh nộ không ngớt, đột nhiên xuất hiện người này, thậm chí ngay cả mình cũng không nhận thấy được. Hơn nữa cỗ khí thế mơ hồ áp chế mình kia, tựa hồ không dưới mình. Oanh! Cũng không còn cách nào áp chế nội tâm phẫn nộ, đột nhiên người kia đem khí thế trên người lan ra, như từng đạo gợn nước ở trên không trung không ngừng truyền ra, mạnh mẽ đặt ở trong lòng mỗi người, khó có thể hô hấp. Vũ Tông, hắn dĩ nhiên cũng lên cấp Vũ Tông. Làm sao sẽ nhanh như thế? Cái thứ nhất kinh hãi đến biến sắc chính là Tiền Đa Đa ở một bên, hắn rõ ràng nhớ mấy ngày trước thực lực của người này còn không bằng mình, bây giờ lại lên cấp Vũ Tông. Chính là Tiêu Khinh Vương vẫn ở trong giới thần bi tu luyện, sau khi liên tục ăn vào hai viên cửu khiếu phá ách đan, rốt cục phá tan bình cảnh, bước vào nhất tinh Vũ Tông cảnh giới. Ngay thời điểm hắn đại hỉ như điên, từ trong giới thần bi chạy ra tìm Lý Vân Tiêu. Nhưng chỉ nhìn thấy một màn Huỳnh Dương Côn tự bạo, cùng Trần Đại Sinh xá thân cứu người. Vũ Tông, người dĩ nhiên là Vũ Tông, tại sao Viêm Vũ Thành có thể có Vũ Tông cường giả? Huỳnh Dương Côn kinh hãi đến biến sắc, lần này triệt để rối loạn. Hắn tự bạo bản mệnh huyền khí, mặc dù trọng thương, nhưng muốn từ trong tay hơn 30 chiếc huyền phủ chiến xa cùng một tên cửu tinh Vũ Vương thoát thân, vẫn là tự tin có năng lực này. Thế nhưng để hắn không kịp chuẩn bị chính là... Đối phương dĩ nhiên cũng có Vũ Tông cường giả. Sao có thể có chuyện đó? Nếu có Vũ Tông tồn tại,
vì sao không sớm đi ra? Nếu sớm biết đối phương có vũ tông, hắn cũng sẽ không tự bạo huyền khí, mà là rất sớm liền lựa chọn rời đi. Hắn thân là vũ tông, nếu một lòng muốn đi, ai cũng không để ngăn cản. Xèo. Sắc mặt Huỳnh Dương Côn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không nói hai lời quay đầu liền đem hết toàn lực bỏ chạy. Tuy rằng hắn cảm nhận được lục hợp vũ ý trên người đối phương cũng không phải ổn định như vậy, hẳn là mới lên cấp không lâu, nhưng mình trọng thương, căn bản không thể là địch thủ của đối phương. Vì lẽ đó ngay lập tức liền lựa chọn chạy trốn. Vĩnh viễn ở lại cho ta. Tiêu Khinh Vương nổi giận quát, nhất thời hóa thành một ánh hào quang, đuổi sát mà đi. Hai đạo quang mang ở trên không trung đại chiến, một là trọng thương sắp chết, hoàn toàn không có chiến ý, một là lên cơn giận dữ, triệt để nổi khung. Rất nhanh Huỳnh Dương Côn liền rơi xuống hạ phong, khổ sở ở trên không trung chống đỡ, hai cái bản mệnh huyền khí của hắn, một cái nát, một cái bạo, hơn nữa thời điểm cái thứ hai tự bạo lại trọng thương đến mình, sức chiến đấu trực tiếp rơi xuống đến cửu tinh vũ vương đỉnh cao, bị Tiêu Khinh Vương đè lên đánh. Cuối cùng kết quả không có chút hồi hộp nào, Huỳnh Dương Côn dưới cơn tức giận, sử dụng tới chiêu thức đồng quy vô tận, tự bạo đan điền, nhất thời một luồng xung kích to lớn đánh tan ra, Tiêu Khinh Vương cũng bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng cũng coi như là đánh giết đối phương. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn đột phá vũ tông, lấy một vũ tông cường giả khác tế luyện. Tuy đối phương suy yếu rất nhiều, nhưng để hắn lĩnh ngộ lục hợp cảnh giới càng sâu hơn một tầng, cảnh giới rất nhanh liền ổn định lại. Xèo. Hắn nhanh chóng bay trở về, ôm lấy Lý Vân Tiêu ở trên chiến xa sinh cơ yếu dần, hướng về đan tháp dùng hết tốc lực bay đi. Một thanh âm rất xa truyền ra. Hồng binh, giữ gìn trật tự, làm tốt khắc phục hậu quả. Nhìn thân ảnh của Tiêu Khinh Vương cùng Lý Vân Tiêu biến mất ở trong phủ thành chủ, Hồng binh mới từ trong chấn động giật mình tỉnh lại. Trận chiến vừa nãy, tuyệt đối là truyền kỳ mà đời này hắn gặp, cũng là chiến đấu mạo hiểm nhất. Không chỉ có hắn, nội tâm mỗi người ở đây đều rung động thật lớn, hiện tại từng cái sắc mặt còn trắng bệch, có chút chưa hoàn hồn lại. Nhưng rất nhanh hắn liền rõ ràng trách nhiệm hiện tại của mình, lớn tiếng quát. Tất cả mọi người đều nghe ta chỉ huy, hiện tại toàn bộ hạ xuống quảng trường, sau đó không cho phép chạy loạn khắp nơi, chờ Vân Thiếu tỉnh lại sẽ có mệnh lệnh mới. Trung tâm Viêm Vũ Thành có một cái hố to lớn, sâu không thấy đáy, cũng không biết tử thương bao nhiêu người ở bên trong. Hết thảy chiến xa đều dựa theo Hồng binh yêu cầu bắt đầu có trật tự hạ xuống. Nếu nói lúc trước gia nhập Viêm Vũ Thành hoàn toàn là vì tài nguyên tu luyện, thông qua trận chiến hôm nay, trong mơ hồ đã sinh ra một tia tự hào, đại chiến kinh thiên như vậy mình cũng tham dự, đối với Viêm Vũ Thành nhất thời có một chút lòng trung thành. Hồng binh bắt đầu tổ chức nhân thủ giữ gìn trật tự, cùng với thanh tra người mất tích. Cũng may bản thân hắn là Viêm Vũ Thành hộ vệ, đối với nơi này cực kỳ quen thuộc, làm lên cũng thuận buồm xuôi gió. Mà Mộng Vũ cùng Trần Đại Sinh đã sớm bị thành viên Thiên Xu tiểu tổ mang tới đan tháp. Đám thuật luyện sư Trương Thanh Phàm nhìn Lý Vân Tiêu vết thương đầy giấy, hầu như là muốn nổi khùng. Loại thương thế kia, căn bản không kém Kế Mông lúc trước. Lúc này mọi người mới biết bên ngoài trải qua một hồi chiến đấu kinh thiên động địa như vậy, từng cái muốn rách cả mí mắt, tức giận trùng thiên. Đặc biệt là Lý Thuần Dương, ôm thi thể Trần Đại Sinh thống khổ không thôi, một đời huynh đệ tốt, không rời không bỏ, cuối cùng vì thực hiện hứa hẹn của mình, chăm sóc tốt tôn tử của mình mà chết. Máu tươi từ trong quả đấm nắm chặt chảy ra, hai mắt đỏ chót. Sinh cơ của Mộng Vũ hầu như đoạn tuyệt, chỉ còn có một tia khí tức yếu ớt, cùng Lý Vân Tiêu đồng thời đặt ở trong Phương Thốn Sơn, nơi mà Lý Vân Tiêu lưu lại vạn mộc hồi xuân sinh mệnh đại trận. Tuy rằng Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn tận mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu khởi động trận pháp, nhưng nắm giữ thực sự là có hạn, ở dưới hai người mệt đến đầu đầy mồ hôi, cũng chỉ tụ lại chút ít sinh cơ, đứt quãng rót vào trong cơ thể hai người, không khác nào như muối bỏ biển. Thương thế của Lý Vân Tiêu không chỉ rất nặng, hơn nữa đặc biệt quái dị, da thịt thật giống như bị hóa đá, thoáng dùng điểm khí lực sẽ vỡ vụn ra, ban đầu Tiêu Khinh Vương không chú ý, làm vỡ vụn một khối xương trên bả vai, nhất thời tảng lớn máu tươi chảy ra, sợ đến hắn không dám chạm thử. Thời điểm mọi người ở đây bó tay toàn tập, Kế Mông đột nhiên mở miệng nói. Lúc trước Vân Thiếu vì cứu ta, luyện chế lục dương hàng lộ kim đan, không biết còn có hay không? Câu nói này nhất thời để điểm Trương Thanh Phàm, hắn cẩn thận từng ly từng tí một gỡ xuống nhẫn chứa đồ của Lý Vân Tiêu, dùng thần thức xâm nhập vào, đột nhiên hơi nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc lên. Rất nhanh mồ hôi hột từ trên trán lăn xuống,
cuối cùng cười khổ lắc đầu nói, Hứa Hàn, ngươi đến giúp ta một chút. Vân Tiêu đại sư ở phía trên bày xuống cấm chỉ, ta không thể mở ra. Hứa Hàn tự nhiên cũng biết Lý Vân Tiêu bày xuống cấm chỉ không phải chuyện nhỏ, lập tức cùng Trương Thanh Phàm ngồi xếp bằng xuống, hợp lực phá giải. Bốn phía tất cả đều yên lặng nhìn, không có một chút thanh âm. Lý Thuần Dương thì đỡ thi thể của Trần Đại Sinh đờ ra, hai mắt vô thần. Đột nhiên Mộng Bạch đứng lên, hướng về trong hang núi đi đến. Lạc Vân Thường hơi nhướng mày, mở miệng nói, Mộng Bạch, người đi làm cái gì? Thân thể gầy yếu của Mộng Bạch ngừng lại, kịch liệt co giật lên, hắn xoay người, nước mắt chảy xuống, cố nén tiếng khóc nói ta muốn đi tu luyện. Ta không muốn, lại nhìn thấy tỷ tỷ cùng sư phụ ở trước mặt ta trọng thương, mà mình không thể ra sức. Lạc Vân Thường mũi đau xót. Mộng Bạch, đột nhiên Mộng Bạch nở nụ cười. Không có chuyện gì, tỷ tỷ cùng sư phụ nhất định sẽ không sao. Hắn từ trong giới tử lấy ra một quả trứng yêu thú khổng lồ, tự lẩm bẩm. Sư phụ nói chỉ cần ta ăn quả trứng này, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, hiện tại ta liền đi ăn. Chờ tỷ tỷ cùng sư phụ tỉnh lại, nhìn thấy ta tiến bộ rất lớn, nhất định sẽ cao hứng. Hắn cũng không quay đầu lại liền hướng về trong hang núi đi. Trong lòng tất cả mọi người đều là một trận thương tâm cùng bi phẫn, nhưng không có người nào nói một tiếng, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận thiêu đốt. Lạc Vân Thường hơi nhắm hai mắt lại, cầu khẩn lên. Cổ Phi Dương đại nhân, đệ tử của ngài bị trọng thương, hiện tại vô cùng cần ngài. Ngài ở nơi nào a, Cổ Phi Dương đại nhân? Ai? Đột nhiên Trương Thanh Phàm thở dài một tiếng, cùng Hứa Hàn liếc nhau một cái, đều là một loại cảm giác vô lực. Hai người liên thủ lại, dĩ nhiên cũng không thể phá tan cấm chỉ. Tiêu Khinh Vương không thể nhịn xuống, tức giận hét. Thiệt thòi hai người các ngươi vẫn là thuật luyện sư cấp 4, ngay cả một không gian giới chỉ cũng không mở ra được. Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Tiếng gào thét ở trong sơn động vang vọng ra, dám tức giận mắng thuật luyện sư cấp 4 như vậy, hơn nữa một lần mắng hai người, coi như là Vũ Tông cũng chịu không nổi. Nhưng Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn lại chỉ có xấu hổ, đầu vùi vào trong ngực, không mặt mũi giơ lên. Tiêu Khinh Vương nhấc tay vồ một cái, giới chỉ kia nhất thời rơi vào trong tay hắn. Lạc Vân Thường cả kinh nói. Khinh Vương, ngươi là muốn, không sai, ta mạnh mẽ phá tan không gian giới chỉ. Trên mặt Tiêu Khinh Vương hiện ra một tia kiên quyết, Lạc Vân Thường kinh hãi nói. Nhưng mà mạnh mẽ phá hoại không gian, có khả năng phá hủy đồ vật trong đó rất lớn, đến thời điểm cái gì cũng không còn sót lại. Con ngươi của Tiêu Khinh Vương thu nhỏ lại. Liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu cùng Mộng Vũ nằm trong trận pháp, kiên quyết nói. Cân nhắc không được nhiều như vậy, chỉ cần có 1/10 hy vọng là có thể thử một lần. Thời điểm phá tan không gian giới chỉ, ta sẽ đem hết toàn lực giữ gìn không gian sụp xuống. Vân Thường, Kế Mông, Y An, Lý Trường Phong, bốn người các ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất đem đồ vật bên trong cướp nhiều một ít. Vâng, bốn người nghiêm nghị đáp, nhất thời một mặt căng thẳng cùng nghiêm túc, thần thức tập trung đến trạng thái mạnh nhất. Khẩn trương nhìn chằm chằm. Nguyên bản tu vi của Lý Thuần Dương cao nhất, càng thích hợp nhận nhiệm vụ này, nhưng dáng dấp của hắn hiện tại, sợ là đầu óc trống rỗng. Ân. Tiêu Khinh Vương thỏa mãn gật đầu một cái nói, chú ý. Năm ngón tay của hắn đột nhiên vồ lấy, nhất thời một luồng vũ ý của lục hợp cảnh giới từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ đến, hút vào trong lòng bàn tay, hướng về giới chỉ mạnh mẽ đè xuống. Giới chỉ ở dưới luồng sức mạnh khổng lồ kia bắt đầu biến hình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một tiếng phá vỡ vang lên, không gian giới chỉ của Lý Vân Tiêu bị nổ vỡ thành 5 mảnh, một không gian độc lập không lớn hiện lên trong chớp mắt, liền trực tiếp sụp xuống. Uống, định cho ta. Tiêu Khinh Vương hét lớn một tiếng, đột nhiên chân khí toàn thân hội tụ vào lòng bàn tay, hướng về không gian kia đập xuống. Lực lượng sụp đổ kia phảng phất chịu đến trở ngại, đình trệ một chớp mắt, lúc này mới sụp xuống biến mất. Tiêu Khinh Vương chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh quy tắc khó có thể chống đối, trong nháy mắt liền đem sức mạnh của mình phản chấn trở về, tâm thần chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một đòn toàn lực của Vũ Tông cường giả, dĩ nhiên chỉ chống đỡ chớp mắt. Ngay trong nháy mắt đó, Lạc Vân Thường, Kế Mông, Y An cùng Lý Trường Phong đồng loạt ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất từ trong không gian lấy đồ vật ra, dù vậy, cũng chỉ lấy ra không tới 1/3. Sắc mặt bốn người đều cực kỳ khó coi, căng thẳng không ngớt, chỉ lo bên trong đồ vật mình lấy không có lục dương hàng lộ kim đan. Tiêu Khinh Vương thở dài một tiếng nói.
Thành sự tại thiên, Trương đại sư, ngươi xem trong này có đan dược gì có thể cứu mạng hay không? Trương Thanh Phàm căng thẳng tra xem từng cái, bốn người Lạc Vân Thường cũng là tìm chút đồ vật loại hình lọ hộp vồ lấy. Rất nhanh, ở trong một đống chai lọ thất thất bát bát, Trương Thanh Phàm lấy ra một viên đan dược màu vàng nhạt, lộ ra vẻ vui mừng, ở dưới mũi nghe một trận, vì 100% xác định, còn để Hứa Hàn kiểm nghiệm một lần, lúc này mới khẳng định nói, đây chính là Lục Dương Hàng Lộ Kim Đan. Đánh cược đúng rồi. Tất cả mọi người là một trận đại hỉ, Tiêu Khinh Vương vội vàng cầm lấy đan dược đi vào trong trận pháp cho Lý Vân Tiêu nuốt vào, sau đó dùng chân khí hóa ra. Lục Dương Hàng Lộ Kim Đan chính là thánh dược chữa thương cấp 4, coi như là Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn vừa thăng cấp thuật luyện sư cấp 4 cũng không cách nào luyện chế ra, trong đó không rõ luyện phương không nói, hơn nữa bên trong luyện phương ẩn chứa vài loại thủ pháp cực kỳ quái lạ, bọn họ căn bản không thi triển ra được. Mọi người một mặt chờ mong, nhưng không thấy Lý Vân Tiêu có phản ứng chút nào, chỉ là da thịt bắt đầu từ loại trạng thái hóa đá kia thoáng khôi phục bình thường một chút, sắc mặt vẫn như cũ là hết sức trắng xám, hôn mê bất tỉnh. Chuyện này, Trương Thanh Phàm cũng sửng sốt, vốn cho rằng sau khi tìm tới Lục Dương Hàng Lộ Kim Đan liền vạn sự đại cát, không nghĩ tới thiên tân vạn khổ lấy ra, tất cả vẫn là trở lại nguyên điểm. Hứa Hàn chỉ cảm thấy trên lưng mơ hồ rét run. Lúc trước kế mông hầu như là chỉ nửa bước liền bước vào quỷ môn quan, một viên Lục Dương Hàng Lộ Kim Đan đều đầy đủ. Lý Vân Tiêu là vì bảo đảm tu vi của hắn không rơi xuống, lúc này mới bố trí vạn mộc hồi xuân sinh mệnh đại trận. Không nghĩ tới bây giờ ném xuống Lục Dương Hàng Lộ Kim Đan, Lý Vân Tiêu vẻn vẹn là có chút khởi sắc mà thôi. Tiêu Khinh Vương triệt để nổi giận, hầu như là gầm hét lên. Đồng dạng là thuật luyện sư, hắn chỉ là cấp 3, hai người các ngươi là cấp 4. Làm sao chênh lệch lại lớn như vậy? Sắc mặt Trương Thanh Phàm có chút trắng bệch, từ khi trở thành thuật luyện sư cấp 3 liền chưa từng bị người mắng qua như vậy. Nhưng lần này không chỉ không có một chút tức giận, trái lại xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ nói, ta xác thực là tên rác rưởi, Vân Tiêu đại sư thành như vậy, ta một chút biện pháp cũng không có. Đột nhiên vẻ mặt Hứa Hàn hơi động, mở miệng nói. Trương lão, ta đột nhiên nghĩ đến một đan phương. Ngươi có nhớ lúc trước ngươi cho ta xem qua, cái kia ẩn sâu ở trong vương cung, Trương Thanh Phàm sững sờ, trong đôi mắt lập tức tuôn ra tinh mang, cả người nhảy lên thật cao, mạnh mẽ vỗ trán mình, tự trách nói, ta thật là một ngu xuẩn. Làm sao ngay cả cái này cũng quên. Hắn vội vàng cùng mọi người giải thích. Trước đây ta ở trong bảo khố vương cung, trong lúc vô tình phát hiện qua một đan phương, mặt trên ghi chép chính là một loại đan dược cải tử hồi sinh, đẳng cấp là cấp 4. Bởi vì lúc đó cảm thấy mình đời này không thể lên cấp 4, vì lẽ đó cũng không quá mức lưu ý. Toa thuốc này hiện tại còn khắc ở trong đầu của ta, ta liền cùng Hứa Hàn luyện chế, nhất định phải cứu Vân Tiêu đại sư trở về. Hắn nói xong vội vàng cùng Hứa Hàn chạy ra ngoài, chỉ ít nhìn thấy một chút hy vọng, hai người lập tức phấn chấn lên. Giờ khắc này ở trong Viêm Vũ Thành, Hồng Binh đã bắt đầu đâu vào đấy khôi phục công tác. Đầu tiên phong tỏa toàn bộ Viêm Vũ Thành. Không cho bất luận người nào ra vào, như vậy có thể tránh cho tin tức cấp tốc tiết ra ngoài, đưa tới cường địch càng to lớn hơn. Thứ hai phái người ra ngoài thành vận chuyển lượng lớn đất đá vào, san lấp hố to ở trung tâm kia. Tiền Đa Đa lẳng lặng ở trên đỉnh một tòa kiến trúc nhìn tất cả những chuyện này, hắn vạn phần kinh ngạc dùng thần thức quét khắp toàn thành, cũng không có phát hiện bóng dáng mọi người Lý Vân Tiêu, lập tức hiểu được đối phương nhất định là tiến vào trong không gian độc lập. Vừa nãy trận chiến đấu kia còn sâu sắc ở trong đầu hắn, làm sao cũng không thể tin được một tên võ sư, lại có thể có sức chiến đấu mãnh liệt như vậy. Cuối cùng hư ảnh hỏa điều công kích kia, nếu đối phương không phải vũ tông, đổi lại là mình, sợ rằng đã biến thành cho bụi. Phượng Hoàng sao, kia hẳn là chân linh trong truyền thuyết, Phượng Hoàng hư ảnh. Tiền Đa Đa tự lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Thượng cổ chân linh. Đều là tồn tại thập phương thần cảnh. Đã sớm dập tắt ở trong dòng sông lịch sử, hiện tại còn lại chỉ là một ít truyền thuyết, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy một tia dấu vết. Vị thành chủ này của các ngươi, đến cùng là người thế nào a? Tiền Đa Đa cảm nhận được bên người nhiều hơn một tia khí tức, cau mày hỏi. Hồng Binh sững sờ, lập tức lộ ra ý cười, nhìn phía dưới có thứ tự khôi phục nói. Vị thành chủ này của các ngươi. Hiện tại cũng là thành chủ đại nhân của ngươi đi. Nói thật, ta cũng không rõ ràng. Hắn đến Viêm Vũ Thành mới nửa tháng thời gian. Thế nhưng, ánh mắt Hồng Binh đột nhiên híp lại, ngưng thần nói. Thế nhưng ta tin tưởng,
ở dưới lãnh đạo của hắn, Viêm Vũ Thành nhất định sẽ trở thành một địa phương ghê gớm. Ghê gớm. Tiền Đa Đa không tỏ rõ ý kiến, xem thường nở nụ cười. Ở trong mắt ngươi, cái gì mới xem như là ghê gớm? Hồng Binh nghe ra trong giọng nói hắn xem thường, trong lòng bay lên một tia tâm tình không thích, lãnh đạm nói, ta cũng không biết cái gì mới là ghê gớm, thế nhưng chỉ cần hắn là thành chủ một ngày, không chỉ trong phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc, Viêm Vũ Thành sớm muộn sẽ trở thành thế lực nhất lưu của Thiên Vũ Giới, thậm chí càng mạnh hơn. Thiết, thế lực nhất lưu của Thiên Vũ Giới. Ách ngồi đáy giếng, người biết Thiên Vũ Giới lớn bao nhiêu sao? Tiền Đa Đa lộ ra vẻ trào phúng, rõ ràng khinh thường nói. Hỏa Ô Đế Quốc tại Thiên Vũ Giới có cũng được mà không có cũng không sao, coi như là ngày mai đột nhiên bị người san bằng, cũng sẽ không thành một tin tức ghê gớm, cũng sẽ không có bao nhiêu người muốn biết. Hồng Binh nghe mà nội tâm hết sức không thoải mái, mặc dù đối phương là Cửu Tinh Vũ Vương, hắn cũng không sợ, ngẩng đầu lên, gằn từng chữ lãnh đạm nói, ta xác thực là ếch ngồi đáy giếng, ngươi là Cửu Tinh Vũ Vương ghê gớm. Thế nhưng ngươi có thể mở to hai mắt nhìn, nhìn thành chủ đại nhân dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt Viêm Vũ Thành, từng bước một đi đến đỉnh cao của đại lục này. Vào lúc này, Hồng Binh cũng không biết vì sao mình tự tin như vậy. Một niềm tin chưa bao giờ có bắt đầu nảy sinh ở đáy lòng. Hắn lạnh lùng nhìn Tiền Đa Đa một chút, liền không muốn cùng người này ở cùng nhau, bắt đầu bẩn túi bụi lên. Trên mặt Tiền Đa Đa chậm rãi thu hồi thần sắc giễu cợt, trong mắt lóe ra thần sắc thống khổ, tựa hồ xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn về phương bắc xa không thể chạm, một thanh âm ở trong đầu vang lên, chờ thời điểm ta lên đỉnh cao của đại lục này, Tiền Đa Đa ta còn có thể trở về. Trong lòng hắn một trận khổ sở, nhắm lại hai mắt. Khoảnh khắc sau, lần thứ hai mở ra, lập tức khôi phục một mảnh thanh minh, nhìn Viêm Vũ Thành phía dưới, tự lẩm bẩm, đại lục đỉnh cao sao. Nếu mọi người đều tín nhiệm ngươi như vậy ta cũng tin tưởng một lần đi. Hắn giơ tay lên, nhìn viên cửu khiếu phá ách đan tỏa ra linh khí, cả người lấp lóe, liền biến mất ở trên nóc nhà. Trong giới thần bi, trên phương Thốn Sơn. Trương Thanh Phàm hưng phấn gầm rú nói. Thành công, đây chính là cấp 4 thánh dược chữa thương khẩn tuyết đan. Sốt cục thành công, cảm thụ trên đan dược tản mát ra linh khí nồng nặc, hắn kích động bóng người lóe lên, nhanh chóng hướng trong hang núi chạy đi. Khẩn tuyết đan này chính là đan phương chữa thương thượng cổ, tuy rằng chỉ là cấp 4, nhưng so với đan dược cấp 4 phổ thông lại mạnh hơn quá nhiều. Các ngươi nhìn trình độ linh khí, nhất định có thể cứu Vân Tiêu đại sư. Trương Thanh Phàm hưng phấn giải thích, sau khi cho Lý Vân Tiêu ăn vào, tất cả mọi người đều là một mặt chờ mong chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lý Trường Phong rốt cục không chịu được, đi ra ngoài động nhìn sắc trời một chút, bên trong giới thần bi bất cứ lúc nào đều là một mảnh sáng sủa, không có đêm tối. Hắn nhất thời cau mày nói, chỉ ít 3 canh giờ rồi. Làm sao còn không có phản ứng? Trên trán của Trương Thanh Phàm cũng chảy ra mồ hôi, một mặt dại ra. Đan dược này là hắn cùng Hứa Hàn luyện chế ra, trong đó dược tính mạnh, hai người rõ ràng nhất, đủ để xác chết di động, bạch cốt sinh thịt, làm sao Vân Tiêu đại sư chỉ vẻn vẹn là sắc mặt hơi hơi hồng hào chút. Hứa Hàn cũng không nhịn được nói. Quá quái dị, có thể là thương thế của Vân Tiêu đại sư quá nặng, không bằng chúng ta lại đi luyện chế mấy viên. Có lẽ sẽ có chút hiệu quả, cũng khó nói. Lần này ngay cả hắn cũng triệt để không chắc chắn, khi nói chuyện cũng khúm núm, không khẳng định như vậy. Hừm, lại đi luyện chế mấy viên, ta không tin lấy khẩn tuyết đan làm đậu ăn còn không cứu sống được Vân Tiêu đại sư. Trương Thanh Phàm tức giận, Vân Tiêu đại sư như ân sư của mình sinh tử chưa biết, mình thân là thuật luyện sư cấp 4 dĩ nhiên không có một chút biện pháp nào, để hắn triệt tức giận, không tiếc tất cả dự định liều mạng. Chậm đã, ngay thời điểm hai người đi ra sơn động, dự định tiếp tục luyện chế, đột nhiên Tiêu Khinh Vương trầm giọng hét một tiếng. Các ngươi xem, trận pháp này là xảy ra chuyện gì? Hai người vội vàng trở lại trong động, chỉ thấy Vạn Mộc Hồi Xuân sinh mệnh đại trận bắt đầu tự mình vận chuyển, so với lúc trước hai người liên thủ kích phát còn muốn hoàn mỹ, toàn bộ đại trận dần dần sống lại. Này xảy ra chuyện gì? Hai người cũng đều ngạc nhiên, hoàn toàn không tìm được manh mối, nhưng rất nhanh liền vui mừng. Chỉ thấy đại trận điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía, chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh tinh khiết nhất, mạnh mẽ rót vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu cùng Mộng Vũ. Lúc bắt đầu giống như dòng suối nhỏ, chảy nhỏ giọt, đến mặt sau như là đại giang dâng trào, lực lượng sinh cơ hầu như muốn thực chất hóa đem Lý Vân Tiêu cùng Mộng Vũ nhấn chìm vào.
mọi người bảo vệ ở bốn phía trận pháp đều trợn mắt ngoác mồm, loại lực lượng sinh mệnh hạo nhiên này, ngay cả bọn họ cũng không nhịn được miệng lớn hút mấy lần, nhất thời cảm thấy đầu óc thanh minh, cả người hoàn toàn trở nên hoạt bát. Trận pháp khởi động, liền kéo dài dòng dã một ngày một đêm, đợi sau khi năng lượng sinh mệnh dâng trào dần dần tản đi, mọi người mới nhìn rõ ràng tình huống trong trận pháp. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu một mặt bình tĩnh ngồi ở bên trong, mà Mộng Vũ thì vẫn như cũ hôn mê không tỉnh. Tuy rằng khẩn tuyết đan của Trương Thanh Phàm không có thể làm cho hắn hoàn toàn khôi phục, nhưng mà khôi phục một tia thần thức. Mà giới thần bi vốn là bản mệnh huyền khí của hắn, tuy rằng còn chưa hoàn toàn luyện hóa, thế nhưng khống chế một trận pháp trong đó vẫn là dễ như ăn cháo. Sau khi hắn khôi phục một tia thần thức, liền bắt đầu khống chế đại trận vận chuyển, không ngừng chữa trị thương thế trên người. Vân Thiếu, Vân Tiêu Đại Sư. Mọi người hầu như là đồng thời kinh ngạc thốt lên, trên mặt từng cái lộ ra vẻ đại hỉ. Sau khi Lạc Vân Thường đại hỉ, lo lắng cau mày nói, vì sao Mộng Vũ nàng? Lý Vân Tiêu nhìn mọi người một chút, bình tĩnh nói. Nàng bị Huỳnh Dương Côn trực tiếp đập vỡ ba hồn, trừ khi tìm ra dưỡng hồn mộc, bằng không coi như sinh cơ mạnh hơn, cũng không thể tỉnh lại. Thì ra là như vậy, có biện pháp là tốt rồi. Lúc này Lạc Vân Thường mới yên tâm lại, nhưng để nội tâm nàng mơ hồ bay lên một luồng lo lắng, Lý Vân Tiêu quá mức bình tĩnh, đó là một loại lãnh đạm coi thường tất cả. Một thiếu niên mới có 15 tuổi, tại sao có thể có bình tĩnh cùng coi thường như trải qua vạn cổ tang thương như vậy? Vân Thiếu, ngươi không sao chứ? Tiêu Khinh Vương cũng cảm thấy từng tia hàn ý, lo lắng hỏi. Ta không có chuyện gì. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ở trên người mọi người quét qua, nhất thời con ngươi thu nhỏ lại, lướt qua một tia thống khổ khó có thể phát hiện, hắn tận lực để cho mình bình tĩnh hỏi, lão gia tử cùng Trần Thế Thúc đâu? Trong lòng mọi người chấn động, đều là một mảnh lặng lẽ. Lý Trường Phong gian nan nuốt ngụm nước miếng, mở miệng nói, lão gia tử bồi tiếp hắn đi ra ngoài. Cả người Lý Vân Tiêu tựa hồ trong nháy mắt mất đi thần thái, trong mắt không che giấu nổi cô đơn cùng thương cảm. Hắn nhẹ giọng nói, ta rõ ràng, ta đi xem bọn họ một chút. Người hắn lập tức biến mất ở trong động, mọi người muốn theo tới, lại bị Lạc Vân Thường ngăn lại, khẽ thở dài. Để hắn đi thôi, Trần Đại Sinh là vì cứu hắn mà chết, giờ khắc này nội tâm của hắn có bao nhiêu khó chịu, mọi người có thể rõ ràng. Mọi người đều lặng lẽ một hồi, trong tròng mắt Tiêu Khinh Vương lấp lóe hàn ý, đột nhiên xoay người bay thẳng đến trong động, lãnh đạm nói, tất cả đều đi tu luyện. Sợ là chẳng mấy chốc sẽ có chiến đấu càng gian khổ. Ta không hy vọng lần sau các ngươi ai cũng như vậy rời đi. Tuy rằng nội tâm bọn họ cũng thống khổ, nhưng đều là người từng bước một từ trên chiến trường giết tới, tình cảnh huynh đệ rời đi cũng trải qua không ít, nhưng vẫn có thể kiên cường xuống. Tất cả mọi người vừa nghe, nhất thời trên mặt lướt qua một tia thù hận, tất cả đều hướng về nơi sâu xa trong sơn động mà đi. Lý Vân Tiêu ra khỏi sơn động, chỉ thấy trên đỉnh núi Phương Thốn Sơn, Lý Thuần Dương đang ngồi ở trước một mộ phần yên lặng uống rượu. Người tỉnh rồi. Hắn thấy Lý Vân Tiêu lại đây, ngạc nhiên hỏi một tiếng, lập tức cười khổ nói, người biết nhân sinh chuyện thống khổ nhất là cái gì không? Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm mộ phần này, hơi lắc đầu. Ha ha! Lý Thuần Dương cười to lên, nước mắt không ngừng dâng trào. Nhân sinh chuyện thống khổ nhất chính là người uống làm sao cũng uống không say. Từ khi ta lên cấp Vũ Vương, liền không còn say qua. Trên mặt Lý Vân Tiêu một mảnh cô đơn bình tĩnh, hắn hơi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, lần sau ta nhất định luyện chế một bình rượu có thể cho ngươi uống say. Trong giới thần bi không có mặt trời mọc mặt trời lặn, nhưng cũng có gió lạnh hiu quạnh. Bên trong Viêm Vũ Thành, công tác khắc phục hậu quả ở dưới Hồng binh chỉ huy rất nhanh liền hoàn thành, rãnh to ở trung tâm thành cũng bị lấp đầy, danh sách nhân viên mất tích toàn bộ thống kê ra. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Lượng lớn tử thương hầu như đều là bình dân, nhưng nhân khẩu trong Viêm Vũ Thành quá dày đặc, cũng không có thiếu thành viên Thiên Xu, Thiên Tuyền Tổ, hắn đem danh sách đưa cho Ngô Tử Thực nói, hết thảy bình dân tử thương sắp xếp thích đáng, bồi thường kim tệ nhất định phải đúng lúc phân phát vào trong tay người nhà, không có trực hệ liền phân phát cho bằng hệ. Còn thành viên Thiên Xu Thiên Tuyền, bồi thường gấp trăm lần, nhất định phải tự mình đưa vào trong tay người thân. Còn Trần Chân, Lý Vân Tiêu đã đưa hắn cùng Hàn Bách vào trong hang núi khổ tu. Hắn đã từng đáp ứng Trần Đại Sinh, một năm sau nhất định để Trần Chân bước vào vũ quân cảnh giới. Hiện tại Trần Đại Sinh chết rồi, cái hứa hẹn này hắn bất luận làm sao cũng phải làm được.
Ngô Tử Thực vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rơi vào trên người Cổ Vinh hỏi, lần này vay tiền làm sao? Cổ Vinh vừa vặn ở sau đại chiến trở về, mới biết phát sinh việc này, vội vàng ra khỏi hàng nói. Vạn Bảo Lâu cho mượn 50.000 thượng phẩm nguyên thạch, Ân Chiêu Dương nói hắn muốn bế tử quan, khả năng một quãng thời gian sẽ không lộ diện. Thiên Nguyên Thương Hội cũng cho mượn 50.000 thượng phẩm nguyên thạch, Đinh Linh Nhi tiểu thư cũng không nói gì, chỉ nói vốn quay vòng thiếu hụt, chỉ có thể cho mượn như vậy. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Lão thất phu Ân Chiêu Dương này, là sợ ta lại rút ra của hắn, vì lẽ đó trốn đi. Hừ, không chịu xuất huyết, lại muốn cùng ta bấu víu quan hệ, cõi đời này nào có chuyện tốt như vậy. Trực tiếp phái người đi nói cho hắn, mượn không được 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch, Lý Vân Tiêu ta liền không quen biết hắn. Đến thời điểm coi như hắn đưa 2 triệu, 20 triệu đến, ta cũng sẽ không phản ứng. Hiện tại tâm tình cẩu hắn cực tệ, nếu là ở bình thường cũng chỉ là nở nụ cười, hơn nữa kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Thế nhưng hiện tại, liền không có tính khí tốt như vậy. Vốn cho rằng Viêm Vũ Thành bố trí cũng coi như có chút thành tích, không nghĩ tới vừa đến một tên Vũ Tông, liền trực tiếp náo động đến chật vật không thể tả như vậy, Trần Đại Sinh càng là vì hắn mà chết. À, chuyện này, Cổ Vinh sừng sốt, trên trán mồ hôi lạnh tràn trề, nào có vay tiền như vậy, hắn đã có thể tưởng tượng được thời điểm Ân Chiêu Dương nghe nói như thế nổi giận. Đối phương là một tên Vũ Tông A, này hoàn toàn là trần trụi làm mất mặt A. Nhưng nghĩ đến vừa rồi còn có một tên Vũ Tông cao cao tại thượng ngã xuống tại Viêm Vũ Thành, lập tức có cảm giác khó có thể tiếp thu. Lúc này đột nhiên bên ngoài có người truyền báo, một tên gia đình trong phủ hai tay trình lên một chiếc thẻ ngọc nói, vừa nãy bên ngoài có một người đưa lên một chiếc thẻ ngọc, nói muốn mời thành chủ đại nhân xem xét. Người kia sau khi đưa thẻ ngọc liền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Gia đình này chỉ là người phàm bình thường, hắn cái gọi là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, phỏng chừng chỉ là võ giả triển khai một loại thân pháp nào đó mà thôi. Lý Vân Tiêu nắm thẻ ngọc, một đạo thần thức trực tiếp thăm dò vào trong, nhất thời tin tức trong đó từng cái hiện lên ở trong đầu. Là Thiên Nguyên Thương Hội truyền tin tức đến, dĩ nhiên biết Viêm Vũ Thành gần nhất xảy ra chuyện rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa Đinh Linh Nhi còn ở trong đó nói cặn kẽ tình huống của Huỳnh Dương gia cùng Vô Thượng Cung, tựa hồ biết ý nghĩ của Lý Vân Tiêu. Hừ, cô gái nhỏ này xem ra đối với ta rất không yên lòng a. Mọi cử động đều ở dưới khống chế của nàng. Có điều cũng khó trách, ở trên người ta đầu tư lớn như vậy, không cẩn thận nhìn chằm chằm sao được. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, không khỏi trở nên trầm tư. Nguyên bản là dự định bế quan đột phá đến Đại Vũ Sư, liền dẫn người giết tới Huỳnh Dương gia, nhưng nhìn Thiên Nguyên Thương Hội truyền đến tin tức, nhất thời hơi thay đổi ý nghĩ. Hắn lấy ra thiệp mời của Vô Thượng Cung liếc mắt nhìn, nhất thời trong lòng hơi có ý nghĩ, đối với Hồng Binh nói, ta phải đi ra ngoài một chuyến, nơi này có mấy viên đan dược. Chờ Năng Phi Trần đến liền dẫn hắn đi đan tháp tu luyện. Ta đã ở bên trong bố trí xuống 3 sân bãi, dùng trận pháp chế tạo hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, đầy đủ chứa đựng người của 3 đại tiểu tổ Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Quyền tu luyện. Còn tổ trưởng của Thiên Xu tiểu tổ, tạm thời giao cho Lạc Vân Thường lão sư đi. Chờ nàng xuất quan liền cùng nàng nói một tiếng. Lý Vân Tiêu ném câu nói này xong, liền một thân một mình ra Viêm Vũ Thành, hướng Vô Thượng Cung bay đi. Phạm vi Hỏa Ô Đế quốc quản hạt rất lớn, thế nhưng diện tích phàm nhân ở lại vô cùng nhỏ hẹp, chủ yếu tập trung trong các đại thành trì. Ngoài ra còn có tảng lớn sơn mạch, liên miên không dứt, chiếm hơn nửa địa phương. Vô Thượng Cung chính là tọa lạc trong một chỗ tu luyện linh khí rất tốt, lịch sử của nó cũng không dài, nhưng quật khởi vô cùng nhanh, trong thời gian ngắn liền trở thành thế lực nổi danh trong Hỏa Ô Đế quốc. Vì sợ Lý Giật nhận ra mình, Lý Vân Tiêu cố ý cải trang một phen, chỉ cần không cẩn thận phân biệt, căn bản là khó có thể nhận ra. Huynh đài phía trước chậm một chút, ngươi là đi Vô Thượng Cung chúc mừng. Lý Vân Tiêu thảnh thơi ở trong núi cất bước, phía sau truyền đến một thanh âm, chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng bay đến bên cạnh hắn. Nam tử mặc áo trắng tu vi là Tam Tinh Vũ Quân, kinh dị nhìn Lý Vân Tiêu một chút, nhất thời cười rạng rỡ nói, không biết huynh đài là người môn phái nào. Vừa vặn có thể kết bạn đồng hành. Nội tâm Lý Vân Tiêu mắng thầm, kết con mẹ ngươi. Vô Thượng Cung liền ở phía trước, vài bước liền đến còn kết bạn. Nhưng trên mặt lại làm ra vẻ mừng rỡ, lễ phép nói, tại hạ không Thiền Tông Mộng Bạch, không biết huynh đài là môn phái nào. Nam tử mặc áo trắng vừa nghe, nhất thời trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nồng đậm, trên dưới đánh giá Lý Vân Tiêu một chút,
cau mày nói, ngươi là tới tham gia tiệc mời của Vô Thượng Cung. Lý Vân Tiêu bị hắn nhìn có chút không tự nhiên, thầm nghĩ mình không đúng chỗ nào sao. Đầy bụng hồ nghi nói, không sai, làm sao, có cái gì không đúng sao. Khuôn mặt nam tử mặc áo trắng nguyên bản tươi cười lập tức trở nên lạnh nhạt, trong mắt lóe ra một tia châm chọc, hừ nhẹ nói, ta chính là Bách Kiếm Môn Tiêu Kiếm, chính ngươi tự lo lấy đi. Nói xong trực tiếp đi về phía trước, ban đầu còn nói kết bạn mà đi, hiện tại hiển nhiên không coi Lý Vân Tiêu thành một chuyện. Tự lo lấy. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, vội vã tiến lên ngăn cản Tiêu Kiếm nói, Tiêu Kiếm huynh, kính xin nói rõ, vì sao để ta tự lo lấy. Hừ, ta với ngươi không quen, đừng huynh đệ kêu loạn. Tiêu Kiếm ngẩng đầu lên, dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn dáng vẻ Lý Vân Tiêu đầy mặt ngờ vực không biết vì lẽ gì. Nhất thời cười lạnh nói, nhìn ngươi ngốc như vậy, đánh thức ngươi cũng không sao. Ngươi ở trong Không Thiền Tông có phải là nhân duyên không tốt hay không, thường thường đắc tội người a? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Chuyện này, này có quan hệ gì sao? Tiêu Kiếm lạnh lùng lườm hắn một cái, châm chọc nói. Quan hệ rất lớn đấy. Không Thiền Tông các ngươi tại Hỏa Ô Đế Quốc xưng là Ô Quy Phái, ngoại trừ Năng Phi Trần còn có chút thực lực ra, còn lại đều là không ra gì. Nhưng Năng Phi Trần sợ là cũng đại nạn sắp đến rồi. Người nào không biết các ngươi là môn phái lót đáy. Vô Thượng Cung phát thiệp mời cho các ngươi là cất nhắc các ngươi, nhưng các ngươi quá không biết tốt xấu, dĩ nhiên phái một tên võ sư tới tham gia tiệc rượu. Cha cha, thật là tự đại a. Cho nên nói, đợi lát nữa chính ngươi tự lo lấy đi. Lúc này Lý Vân Tiêu mới chợt hiểu ra, hóa ra là có chuyện như vậy. Bình thường bên trong tông phái phát thiệp mời, thực lực đệ tử phái đi liền đại biểu thái độ của đối phương cùng phân lượng của mình. Tỷ như Vô Thượng Cung đưa thiệp mời, chỉ phái đại vũ sư Phó Tuấn Tài đến, mà Bách Kiếm Môn phái đi, lại là đệ tử tu vi vũ quân. Tuy rằng Bách Kiếm Môn chỉ phái một tên vũ quân đến, nhưng thân phận của Tiêu Kiếm không bình thường, chính là con trai của Bách Kiếm Môn môn chủ, ứng cử viên thiếu môn chủ tương lai. Ban đầu Tiêu Kiếm nhìn thấy tu vi của Lý Vân Tiêu, còn tưởng rằng hắn là đệ tử của một đại phái nào đó. Lớn đến mức độ chỉ phái võ sư đến liền đủ. Lúc này mới kéo khuôn mặt tươi cười tới yêu cầu đồng hành, muốn kết giao một phen, ai biết dĩ nhiên là Không Thiền Tông so với Bách Kiếm Môn của mình còn kém xa tít tắp. Nếu Vô Thượng Cung nổi giận, tại chỗ giết hắn cũng rất có thể. Mặc dù không giết, trắng trợn nhục nhã một phen là điều chắc chắn. Tiêu Kiếm nhìn kẻ đáng thương bị đồng môn hãm hại này, lộ ra một tia giễu cợt, ngẩng đầu lên trực tiếp đi tới. Hóa ra là như vậy. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nói như vậy chẳng phải là sẽ rất gây chú ý, thực sự là phiền phức. Hắn nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, nếu đến rồi cũng không thể lui về, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục đi về phía trước, chỉ cần không sớm bị Lý Giật nhận ra liền tốt. Trước cửa Vô Thượng Cung đã sớm đến không ít người, Tiêu Kiếm này đưa ra thiệp mời, lão giả phụ trách tiếp đón kia liền khách khí nói vài câu, liền để một tên đệ tử dẫn vào cửa. Lý Vân Tiêu nhìn kiến trúc của Vô Thượng Cung, nhất thời nội tâm lấy làm kinh hãi, thầm nói, Vô Thượng Cung này quả nhiên cùng Bắc Minh Thế Gia có quan hệ rất lớn, ngay cả cửa cung cũng kiến tạo giống Bắc Minh Huyền Cung như đúc, chỉ là khí thế cùng quy mô nhỏ hơn nhiều mà thôi. Lúc này một tên nam tử nhất thời khiến Lý Vân Tiêu chú ý, thời điểm đưa thiệp mời, nam tử kia lạnh nhạt nói. Hỏa Ô Đế Quốc Huỳnh Dương Gia Huỳnh Dương Minh. Huỳnh Dương Gia. Hai mắt Lý Vân Tiêu áp xúc. Huỳnh Dương Minh này chỉ là nhị tinh vũ quân, một luồng lực lượng nguyên khí nhàn nhạt ở quanh thân hắn lan ra, tựa hồ có dấu hiệu muốn đột phá. Hóa ra là Huỳnh Dương gia đại nhân, mời tới bên này. La Mậu, còn không mau mang Huỳnh Dương Minh đại nhân đi vào ghế trên. Lão giả vội vàng bắt chuyện, tuy rằng thực lực Huỳnh Dương gia cũng không mạnh hơn Vô Thượng Cung bao nhiêu, nhưng cũng là thế gia của Hỏa Ô Đế Quốc, gốc gác cực sâu. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là... Chờ sau khi Huỳnh Dương Minh tiến vào, lão giả phụ trách tiếp đón nhìn thấy Lý Vân Tiêu, lấy làm kinh hãi, cẩn thận dò hỏi. Tông phái có thể phái một tên võ sư đến, tất nhiên là một đại phái nào đó. Trong phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc, cũng là số lượng một tay, chẳng lẽ là đệ tử của mấy đại tông phái kia? Hắn không dám thất lễ chút nào. Lý Vân Tiêu nhìn dáng vẻ hắn cẩn thận, nhất thời cười khổ nói. Không Thiền Tông. Nói xong liền đem thiệp mời đưa tới. Hóa ra là không, cái gì, Không Thiền Tông. Lão giả lộ ra một bộ dáng rất kinh hỉ, cao giọng kêu một nửa, nhất thời trợn to mắt, uể oải lại, âm thanh mặt sau trở nên không thể tin tưởng.
Cùng Tiêu Kiếm lúc trước giống như đúc trên dưới đánh giá hắn một phen, sau đó lật xem thiệp mời, nhất thời có chút khó có thể tin tưởng được kêu lên, đúng là Không Thiền Tông. Lần này những võ giả đến đây dự tiệc phía sau kia tất cả đều không thể tin tưởng dừng lại, một mặt cân nhắc nhìn bên này. Qua, Không Thiền Tông đây là muốn làm gì? Nghịch thiên rồi à? Ha, Vô Thượng Cung mời tiệc, đơn giản là vì mặt mũi, đồng thời có chứa tính chất thị uy. Nhưng ta xem Không Thiền Tông này mới thật sự là thị uy à? Đúng đấy, thật trâu bò. Dĩ nhiên phái một võ sư đến, đây chính là trần trụi làm mất mặt à? Ha ha, không phải sao, lần này có trò hay nhìn. Không biết người Vô Thượng Cung ứng đối làm sao, có thể giết gà dọa khỉ hay không? Ta xem không hẳn, hôm nay dù sao cũng là ngày chúc mừng, nhưng làm nhục một phen là miễn không xong. Nghe mọi người dồn dập nghị luận, nội tâm Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi. Lão giả kia xanh mặt, trong đôi mắt hầu như muốn phun ra lửa. Hiện tại thật đúng là thử thách sự thông minh của hắn a, trên trán hắn đã bốc lên mồ hôi lạnh. Ở dưới đại chúng quan sát, thế lực có máu mặt tại Hỏa Ô Đế quốc đều phái người đến, lúc này nếu xử lý không tốt, là mất mặt Vô Thượng Cung a. Nếu như có thể, hắn hận không thể một trưởng vỗ chết thiếu niên đần độn trước mắt này. Nhưng ở ngày đại hỷ của thiếu cung chủ giết người, hắn cũng có chút kiêng dè. Đột nhiên con người đảo một vòng, lão giả tựa hồ nghĩ tới ý kiến hay gì, nhất thời con mắt mở lên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, châm chọc nói, không biết vị Không Thiền Tông đại nhân này mang theo quà tặng gì à? Quà tặng? Lý Vân Tiêu sững sờ, vật này hắn là thật đã quên. Nguyên bản trên người cũng không có ít thứ tốt, nhưng không gian giới chỉ bị Tiêu Khinh Vương phá nát, hiện tại bên trong giới chỉ mới chỉ có ngũ hành đỉnh, cũng không thể đem ngũ hành đỉnh cho đi ra à. Ông lão sững sờ, phảng phất triệt để choáng váng, há to mồm ngạc nhiên nói. Ngươi sẽ không quà tặng cũng không mang chứ? Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nở nụ cười nói, cái này, lần sau bù đắp, lần sau nhất định bù đắp. Rào! Người bốn phía dồn dập té xỉu. Từng cái muốn ngất. Thế này sao lại là đến chúc mừng, này hoàn toàn là trần trụi khiêu khích a. Nếu như nói hắn là bị đồng môn trong tông hãm hại phái tới, ngay cả quà tặng cũng bớt đi, là hoàn toàn làm mất mặt a. Ông lão cố nén nội tâm tức giận, một hồi lâu mới bình phục lại, nổi giận mở to con ngươi, tận lực để cho âm thanh của mình vững vàng. Hay, 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 Chu Tam, còn không mau mang vị đại nhân Không Thiền Tông này vào. Phía sau một tên đệ tử vội vàng đi ra, thấy vẻ mặt lão giả nhất thời hiểu ý. Dùng một luồng âm thanh quái dị kéo dài kêu lên, vị đại nhân này, xin mời. Lý Vân Tiêu ở dưới ánh mắt trào phúng của mọi người đi mấy bước, đột nhiên ngạc nhiên nói, đây là đi đâu? Làm sao bọn họ đều đi cửa lớn vào? Cửa lớn? Chu Tam lườm hắn một cái, cao giọng kêu quái dị nói. Ngài là đại nhân, phải đi bên này có động chó. Trực tiếp đi về phòng chứa củi. Đợi lát nữa yến hội bắt đầu, ta sẽ cho ngài mấy bát cơm tẻ, ngài có thể được ăn nhiều một chút, ăn no trở lại. Đừng làm cho Không Thiền Tông cười Vô Thượng Cung chúng ta, ngay cả bát cơm tẻ cũng quản không nổi. Ha ha! Tất cả mọi người nhất thời cười vang lên, âm thanh của Chu Tam vô cùng lớn, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, dồn dập trắng trợn không kiêng dè gì cười to, trong mắt càng là từng cái lộ ra khinh bỉ tới cực điểm. Ông lão kia cũng cười to không ngớt, hết thảy tức giận trong nháy mắt tan thành mây khói, nhìn Chu Tam càng xem càng hợp mắt, thầm nghĩ, trước đây làm sao không phát hiện tiểu tử này có sở trường như thế, không tồi không tồi, lần sau phải cố gắng để bạt mới được. Ở dưới một mảnh cười vang, trên mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh. Cũng không ai biết giờ khắc này nội tâm hắn cười nở hoa rồi, nguyên bản dự định thời điểm tiệc rượu đến sẽ lén lút chạy ra ngoài, còn lo lắng bị người phát hiện, hiện tại thật là cơ hội trời cho. Hắn cố ý trang làm một bộ khổ não bị khinh bỉ, liên tục thở dài. Đi thôi, thở dài cái mau a. Phòng chứa củi ta là chuẩn bị kỹ càng, đại nhân ngài xin mời. Lý Vân Tiêu nhất thời cười trộm đi sau lưng Chu Tam từ cửa nhỏ phụ cận vào, quả thực bị mang về phòng chứa củi. Chu Tam đẩy cửa phòng chứa củi, cười lạnh nói, xin mời đại nhân, tạm không hầu hạ. Đợi lát nữa ăn cơm nhớ ăn nhiều mấy bát. Ha ha. Hắn cười quái dị. Dương Dương tự đắc ném Lý Vân Tiêu ở đó liền đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh, trực tiếp đi vào bên trong phòng chứa củi ngồi xếp bằng xuống, thần thức trong nháy mắt phóng xạ ra, nhất thời tình huống toàn bộ Vô Thượng Cung đều ở dưới cảm nhận của hắn. Gặp phải một ít khí tức mạnh mẽ thì cẩn thận lẩn tránh,
tuy rằng chưa chắc có người thần thức mạnh hơn hắn, nhưng cẩn thận đều tốt ra. Hắn tìm tòi một lát, nhất thời nhíu mày lên, vô thượng cung này không chỉ có bề ngoài đạo văn Bắc Minh huyền cung, ngay cả bố trí bên trong cũng giống như đúc. Hơn nữa bọn họ tu luyện loại cực âm hàn khí kia, kỳ thực chính là Bắc Minh hàn âm khí của Bắc Minh thế gia, chính là một trong những chân khí ác độc nhất thiên hạ. Mà Lạc Vân Thường cửu dương chân khí thì vừa vặn là một trong những công pháp có thể khắc chế. Không nghĩ tới trên đời này chí âm chí hàn hai loại công pháp bá đạo, đồng loạt xuất hiện tại Hỏa Ô Đế Quốc. Nếu bố trí cùng Bắc Minh huyền cung giống như đúc, như vậy bí khố của bọn họ sẽ ở vị trí này mới đúng. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, trên mặt hiện ra nụ cười, bóng người rất nhanh biến mất khỏi phòng chứa củi, hướng về một hành lang uốn khúc bên cạnh chủ điện chạy như bay. Lúc trước Bắc Minh huyền cung hắn giết vào giết ra ba lần, nếu không có người giúp đỡ, hầu như mỗi lần đều suýt chút nữa chết ở bên trong, cho nên đối với địa hình hết sức quen thuộc. Nơi này tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hoàn toàn là mô hình đạo văn, nên xe nhẹ chạy đường quen. Rất nhanh lướt qua vài đạo hành lang uốn khúc, đi tới bên ngoài một gian tiểu viện. Bên trong một gian tiểu lâu cổ điển, kiến trúc óng ánh long lanh, cực kỳ xa hoa. Thiết, một điểm sáng tạo cũng không có. Ngay cả tứ phương lâu cũng đạo văn, hơn nữa còn làm thô ráp như vậy. Tiểu lâu tinh xảo như vậy ở trong mắt Lý Vân Tiêu lại chỉ là làm ẩu ngụy phẩm, hắn đang muốn bước vào bên trong khu nhà nhỏ, đột nhiên vẻ mặt hơi độc, vội vàng đem khí tức quanh thân mình gói lại trốn ở một bên. Một bóng người màu trắng lén lén lút lút chạy tới, còn không ngừng nhìn bốn phía, sợ bị người khác thấy. Mấy cái lấp lóe liền trực tiếp nhảy vào trong tiểu viện. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên quang mang. Suýt chút nữa bật cười, người này dĩ nhiên là Lý Giật, xem ra hai người thật là có chút duyên phận. Lý Vân Tiêu âm thầm trầm tư nói, hắn chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ cũng đi thâu đồ vật, tiểu tử này thật là có tặc đảm, ngay cả đồ vật môn phái của mình cũng dám trộm. Cũng được, để hắn ở phía trước dẫn đường, chỉ thấy sau khi Lý Giật tiến vào tiểu viện chỉ là đứng nghiêm không nhúc nhích, thật giống như biến thành pho tượng. Lý Vân Tiêu hơi kinh ngạc, mới mấy ngày không gặp. Hắn dĩ nhiên lên cấp đến nhất tinh vũ quân, so với mình tiến bộ còn nhanh hơn, thật không biết làm sao tu luyện. Chờ đợi một lúc sau, Lý Giật mới bắt đầu hơi chuyển động, cẩn thận từng ly từng tí một giơ chân lên thăm dò, hướng về phía trước nhảy ra một bước, tiếp theo mới là bước thứ hai, mỗi một lần đặt chân đều vô cùng quái dị, hơn nữa đi dị thường cẩn thận. Bên trong khu nhà nhỏ này hiển nhiên là có cấm chỉ, một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phục. Toàn bộ tâm thần của Lý Giật đều đặt ở dưới hai chân, không dám có nửa điểm bất cẩn. Khoảng cách mấy mét lại đi hơn nửa giờ, lúc này mới đạt đến bờ bên kia, tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Hô, này là tên khốn nào làm ra cấm chỉ, quả thực chính là vua hố a. Hắn oán giận mấy câu, hai tay đánh ra vài đạo pháp quyết, bay vào trên cửa tứ phương lâu. Hai cái tiểu khuyên đồng nhất thời phát sinh ánh vàng, rất nhanh cửa lớn liền mở ra. Lý Giật vui mừng. Không nhịn được lẩm bẩm. Nhịn lâu như vậy, ở trước mặt tên biến thái kia làm tôn tử thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng coi như để ta đi vào. May là tên biến thái kia đột phá thiết yến, bằng không vẫn đúng là không tìm được cơ hội. Chỉ cần tìm được Huyền Minh Ngọc, đem cực âm hàn khí tu luyện tới đại thành, coi như là đối mặt Vũ Vương, cũng có lực bảo vệ. Thiên ngoại Huyền Minh Ngọc. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Vật này là trấn tộc chi bảo của Bắc Minh gia tộc, cũng là đồ vật nhất định phải có khi tu luyện Bắc Minh cực âm hàn khí, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi đây? Là ai? Lý Giật kinh hãi đến biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Nếu bị người phát hiện hắn trộm cắp, tuyệt đối là chết không toàn thây. Chỉ thấy một bóng người từ ngoài sân bay vào, dưới chân nhanh chóng dẫm bước tiến mà mình vừa đi, ngay cả tướng mạo người đến cũng không có nhìn rõ ràng. Cũng đã thông qua cấm chỉ, trực tiếp từ bên cạnh mình xông vào tứ phương lầu. Chi, người nào? Hắn kinh nộ vọt vào theo, đồng thời nội tâm nới lỏng. Nếu là người nắm quyền vô thượng cung, hiện tại mình đã đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng nếu không phải người vô thượng cung, vì sao đối phương thông qua cấm chỉ đi nhanh như vậy? Đây là hắn nhìn lén thiếu cung chủ Mã Phi Bạch hơn 10 lần mới học trộm được, coi như là Mã Phi Bạch cũng không thể thông qua nhanh như vậy. Lý Giật tức giận không ngớt vọt vào, nhất thời ngây người. Chỉ thấy người tới đứng ở trung ương tứ phương lâu, quay lưng về phía hắn, tựa hồ cố ý chờ hắn. Thần thức quét xuống một cái, phát hiện đối phương chỉ có tu vi võ sư, lúc này trong lòng mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nói, ngươi là ai?
Lại dám xông vào cấm địa vô thượng cung, có biết là một con đường chết hay không? Ha ha! Lý Vân Tiêu mỉm cười xoay người lại. Đã lâu không gặp, 9527, có khỏe hay không a? Chi, là ngươi, Lý Vân Tiêu. Trong nháy mắt Lý Giật Dại ra, hắn phát hiện chỉ cần mình vừa nhìn thấy người này, liền sẽ không khống chế được tâm tình, thân thể hơi run rẩy lên, sát khí từ trên người bộc phát ra, phảng phất muốn trực tiếp đem người kia nuốt xuống. Ha ha, tha hương ngộ cố nhân, này là sự tình may mắn. Lý Vân Tiêu hời hợt cười nói, thật giống như hai người là bạn cũ hồi lâu không gặp. Lý Giật hút vài một hơi, nỗ lực đem tâm tình của mình bình phục lại, hiện tại mình đã là vũ quân cảnh giới, há có thể sợ tiểu tử này. Hắn lạnh giọng nói, tha hương ngộ cố nhân cũng phải xem là làm gì, nếu là người cho ngươi vay tiền, vậy thì là chuyện rất thống khổ. Ha ha, 9527, lúc nào ngươi trở nên hài hước như vậy? Lý Vân Tiêu không kiêng dè gì cười to lên, Lý Giật một mặt sát khí, lạnh lùng nói. Ta lại không cảm thấy buồn cười một chút nào, ngươi là làm sao biết phá giải cấm chỉ này? Hắn đến hiện tại còn vạn phần nghi hoặc, nếu là người vô thượng cung đi vào, vậy còn nói nghe được, nhưng nếu như là Lý Vân Tiêu, hắn liền hoàn toàn không nghĩ ra. Lý Vân Tiêu cười nói, còn không phải ngươi dạy ta, lần này thật là thiệt thòi ngươi, nếu không phải ngươi tiến vào trước, ta chắc là phải bị cấm chỉ bên ngoài oanh thành cho. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Lý Giật nghe được. Một hơi trực tiếp dâng lên não, mình dĩ nhiên trong lúc vô tình giúp hắn, này so với dùng dao găm chém ở trên người còn khó chịu hơn, hắn nổi giận cắn răng nói, đừng vội nói bậy. Cấm chế này ta là học trộm hơn 10 lần mới học được, coi như ngươi thiên phú dị bẩm, xem một lần liền biết, cũng tuyệt đối không thể đi thông thạo như vậy. Lý Vân Tiêu như nhìn người ngu nhìn hắn, châm chọc nói. Ta thấy ngươi đầu óc thật là thô lậu, trời sinh làm nông phu, một chút âm luật khúc nhạc cũng không hiểu. Ta chỉ xem ngươi đi mấy bước liền hiểu được, phá giải bộ cấm chỉ này là một khúc nhạc vũ đạo lưu hành nhất thời thượng cổ, gọi là hương hồn miên kiếm đạp ca bộ. Đạp đạp đạp. Sau khi hắn nói xong còn bắt đầu dùng sức giẫm thiết tấu trên đất, không chỉ là bước tiến dưới chân, thân thể cũng thuận theo múa lên, vừa cười vừa nói, nặc, nặc, ngươi xem có phải như vậy hay không? Bộ vũ đạo này còn có âm nhạc phối theo, gọi là phốc. Lý Giật không chờ hắn nói xong. Liền tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Xem bước tiến cùng tiết tấu thành thạo của Lý Vân Tiêu, hắn lại không hoài nghi, quả nhiên là mình giúp hắn một đại ân, nhất thời tức giận đến nhiệt huyết công tâm, đầu có cảm giác mê man, giận dữ hét, Lý Vân Tiêu. Ngươi đứng đắc ý, ngày hôm nay nơi này chính là nơi ngươi tán thân. Thiết, giận đến như vậy làm gì? Tức giận thương can, hơn nữa động tĩnh lớn, là sẽ đưa tới người của vô thượng cung. Lý Vân Tiêu cười vẫy vẫy tay. Một bên vỗ tay nói. Đến đến, theo ta đồng thời nhảy một bản, giảm bớt bầu không khí không tốt. Ngươi! Lý Giật tức giận đến lồng ngực hầu như muốn nổ tung, nhưng nghĩ tới mình nhọc nhằn khổ sở mới lẫn vào, nếu bị phát hiện, không chỉ có dã tràng xe cát, ngay cả tính mệnh cũng khó giữ được, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại xuống, cắn răng nghiến lợi nói, đừng vội hồ đồ. Nói thẳng ngươi đến cùng muốn thế nào? Ha ha, cũng không muốn như thế nào. Ta xem nơi này bảo bối rất nhiều, muốn mang đi toàn bộ. Lý Vân Tiêu hững hờ nói. Không được. Lý Giật kiên quyết phủ định, cả giận nói. Ngươi không nên quá phận, nơi này bảo bối vô số, ta sợ ngươi ăn không vô. Hơn nữa cũng là ta vào trước, tất cả mọi thứ, 4, 6 phân, ta 6 ngươi 4. Lý Vân Tiêu cười ha ha, vẻ mặt kinh ngạc nói. Ngươi xác định mình không phải đang nói đùa. Lý Giật tức giận đến ngực chập trùng bất định, mình cũng không biết tại sao, vừa thấy được Lý Vân Tiêu, liền hận không thể đem gương mặt đó xé thành mảnh vỡ. Trước đây tại Lý gia, căn bản không nhìn tới tên rác rưởi này, không nghĩ tới thời điểm làm mình nhìn thẳng hắn, tia sáng kia liền trực tiếp đâm mù mắt. Hắn cắn răng cả giận nói, được, lần này ta chịu thiệt, cùng ngươi 50, 50. Lý Vân Tiêu thu hồi vẻ mặt trêu tức. Cười lạnh nói, ngươi chỉ là một hạ nhân cấp thấp của nhà ta, 50, 50. Ngươi cũng xứng, nộ. Lý Giật rốt cục không nhẫn được, trong đôi mắt tuôn ra sát khí lăng liệt, bóng người đột nhiên lấp lóe, trên tay phải lướt qua một vệt kim quang, hiện ra một thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm tới yết hầu của Lý Vân Tiêu. Hắn triệt để không thèm đến xỉa, cho dù chết, ngày hôm nay cũng nhất định phải triệt để giết chết tên tiểu súc sinh này. Tuy rằng hắn đã lên đến vũ quân,
nhưng còn chưa tự đại đến cho rằng có thể một chiêu giết chết đối phương. Quả nhiên bóng người của Lý Vân Tiêu chấn động, khu chỉ ở trên thân kiếm bắn ra, đánh văng thanh kiếm kia ra. Lý Giật chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, cánh tay hơi run một chút, vội vàng đè xuống nội tâm chấn động, lần thứ hai múa ra vài đạo kiếm hoa, gió thổi không lọt đem Lý Vân Tiêu bao phủ vào. Hừ, không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Lý Vân Tiêu cũng chỉ lo kinh động người ngoài, kiếm trong tay lóe lên, hổ nha kiếm lập tức phát sinh tiếng hổ khiếu, gầm thét lên chấn động ra, toàn bộ đại sảnh khắp nơi là hổ vương oai mơ hồ. Hổ nha kiếm, hổ khiếu chấn sơn lâm. Làm sao có khả năng? Con người của Lý Giật đột nhiên căng lại, trong lòng hoảng hốt. Chiêu kiếm này của Lý Vân Tiêu dĩ nhiên phá tan kiếm hoa của hắn, ngưng tụ thành một luồng kình khí, phả vào mặt giường như một con yêu vương mãnh hổ, đem toàn bộ khí thế quanh thân mình khóa chặt, không thể tránh khỏi. Lúc trước thời điểm mình ở Đại Vũ Sư, liền không có ở trong tay tiểu tử này chiếm được chỗ tốt. Không nghĩ tới hiện tại lên cấp phú quân, vẫn không có bất kỳ đổi mới. Hắn nộ, nộ hầu như muốn phát điên, vẫn là coi thường người. Hàn băng thần quyền, oanh cho ta, oanh, oanh. Hắn giống to một tiếng, quyền ảnh trong tay hóa thành thiên thiên vạn vạn, bốn phương tám hướng phóng lên trời, khó phân hư thật. Khắp thế giới đều là hàn băng quyền ảnh, nhiệt độ trong tứ phương lâu đột nhiên giảm xuống đến thấp nhất. Ồ! Lý Vân Tiêu kinh ngạc mỉm cười nói, có chút tiến bộ a. Hổ nha kiếm, thanh liên kiếm ca. Dáng vẻ hắn hời hợt, thật giống như đang chỉ điểm đối phương vậy, làm Lý Giật lần thứ hai có cảm giác muốn thổ huyết. Nhưng trong nháy mắt từ trong tay Lý Vân Tiêu phóng ra mấy đóa hoa sen, ở trên không trung ngưng tụ không tan, ngăn cản hàn băng thần quyền của hắn. Cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lý Vân Tiêu cười khẽ, trường kiếm trong tay điểm một cái, nhất thời kiếm mang ngưng thành đóa hoa kia dồn dập tràn ra, hoa rơi, hóa thành một biển cánh hoa phiêu linh hạ xuống, bị gió nhẹ cuốn lên, hình thành một luồng long quyển cực nhỏ gào thét đi. Cánh hoa đầy trời nhất thời vây quanh Lý Giật, nội tâm hắn hoảng hốt, bên trong long quyển này tất cả đều là kiếm khí biến thành, giống như là ngàn vạn ánh kiếm chém xuống, hắn hít vào ngụm khí lạnh. Lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo, đầu óc cũng bình tĩnh lại. Nếu mệnh cũng không còn, giết đối phương lại có ý nghĩa gì? Bắt được thiên ngoại huyền minh ngọc lại có ý nghĩa gì? Lúc mấu chốt Lý Giật tỉnh táo lại, vẫn là mệnh trọng yếu a. Hàn băng chân khí, hàn băng kiếm quyết. Chu vi Lý Giật lập tức hiện ra từng vòng hàn khí bay lượn, một đạo hàn khí hóa thành ánh kiếm chém ra, chỗ đi qua lực lượng oai vũ dồn dập tránh lui, ở dưới thanh liên kiếm hoa đầy trời. Bị hắn mạnh mẽ chém ra một con đường, như cầu vồng nối tới mặt trời, rơi thẳng mà xuống. Lý Vân Tiêu, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi lột ra chóc thịt. Cả người Lý Giật gào thét một tiếng, liền trực tiếp từ trong con đường kia phi thân đào tẩu. Lý Vân Tiêu cười to nói. Ta chờ ngươi, rất chờ mong lần sau gặp mặt. Thân thể Lý Giật ở phía xa rõ ràng dừng một chút, hiển nhiên là lần thứ hai bị kích thích, nhưng thoáng qua liền biến mất ở xa xa. Cũng không biết tiểu tử này có đi báo tin hay không, nhưng nơi đây không thích hợp ở lâu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quan sát vào trong tứ phương lâu, nhìn thấy đồ vật liền dồn dập bỏ vào trong túi, còn kém không dỡ gạch xuống mang đi. Thứ tốt xác thực không ít, nhưng như thế nào có thể so sánh với thiên ngoại huyền minh ngọc. Hắn hơi nhướng mày, nhất thời ngồi xếp bằng xuống, đem thần thức tản ra, điên cuồng ở trong tứ phương lâu tìm kiếm, hầu như là xuống đất ba thước. Không buông tha bất luận địa phương nhỏ bé nào. Khá lắm, dĩ nhiên suýt chút nữa ngay cả ta cũng giấu giếm được. Ở trong một góc của tứ phương lâu, hắn cảm nhận được gợn sóng yếu ớt, Lý Vân Tiêu trực tiếp đạp xuống một cước, nhất thời sàn nhà ầm ầm nổ tung, lộ ra một lỗ nhỏ. Bên trong có một hộp nhỏ màu trắng tinh xảo, tựa như ngọc mà không phải ngọc, thật giống như xương cốt một loại động vật nào đó. Lý Vân Tiêu mở ra xem, một khối da lông màu xám được thả ở trong đó. Hắn dùng tay mở ra, nhất thời kinh hô. Hóa ra là cổ long bì, chẳng trách có thể che đậy thần thức của ta. May là cổ long bì này quá nhỏ, uy lực có hạn. Hắn đem cổ long bì xốc lên, nhất thời một khối thạch đầu màu trắng bạc lộ ra. Trong nháy mắt thạch đầu hiển lộ, một luồng hàn khí to lớn phả vào mặt, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy bị đóng băng lại, mất đi chi giác, có hàn âm khí tập kích vào trong kinh mạch. Hắn vội lấy cổ long bì che lại. Cái cảm giác kia nhất thời biến mất, chỉ là trong tay vẫn như cũ có một tầng băng kết mỏng manh. Quả nhiên là thiên ngoại huyền minh ngọc, tuy rằng chỉ lớn bằng bàn tay, hẳn là có người từ trên khối ở Bắc Minh huyền cung gõ xuống.
Cha cha, chẳng lẽ Mã Thiên Hà là kẻ phản bội của Bắc Minh Huyền Cung? Chỉ là Vũ Tông cũng dám đánh chủ ý vật này, thật là điếc không sợ súng. Lý Vân Tiêu thu thứ tốt, trực tiếp rời đi Tứ Phương Lâu, hướng về phòng khách chủ yến mà đi. Lý Giật thoát đi một quãng thời gian, mà Vô Thượng Cung còn chưa có động tĩnh, nghĩ đến hắn cũng không có đi báo tin. Hẳn là sợ bị liên lụy đến trên người mình. Rất xa cảm nhận được trong phòng chủ yến truyền đến tiếng nói cười hoan ca, Lý Vân Tiêu cười lạnh, đôi môi khẽ nhúc nhích, nhất thời một đạo âm thanh ngưng tụ thành tuyến, hướng về trong phòng truyền đi. Huỳnh Dương Minh đang ở trong phòng chủ yến uống rượu đột nhiên hơi nhướng mày, trong con ngươi hiện ra một mảnh nghi hoặc, sau đó hóa thành vẻ thanh minh, đột nhiên hướng ra ngoài nhìn tới, trên mặt không che giấu nổi khiếp sợ cùng ngơ ngác. Hắn lập tức đứng dậy, hướng về Mã Thiên Hà cùng Mã Phi Bạch ở ghế trên nói, cung chủ, phó cung chủ đại nhân, tại hạ đột nhiên có chút việc gấp, nên rời đi trước, mong rằng tha thứ. Mã Thiên Hà sửng sốt một chút, trên mặt rõ ràng hiện ra một tia không vui, nhưng vẫn không mất phong độ lãnh đạm nói, nếu Huỳnh Dương Minh đại nhân có việc trong người, tự nhiên không dám giữ lâu. Thân ở đế quốc, cùng những môn phái sơn giã như chúng ta là không giống, ràng buộc cũng nhiều. Huỳnh Dương Minh biết hắn rất có ý kiến, nhưng cũng không kịp nghĩ quá nhiều, đầy cõi lòng xin lỗi nói, Huỳnh Dương Minh thật hổ thẹn, lần sau tất nhiên tới cửa thỉnh tội. Lúc này sắc mặt Mã Thiên Hà mới dễ nhìn một chút, phất phất tay nói, đi thôi. Lúc này Huỳnh Dương Minh mới như được đại xá, vội vàng lui xuống. Vừa rời đi phòng chủ yến, nhất thời hướng về một phương hướng vội vàng chạy đi. Ngay ở vừa nãy, một thanh âm truyền vào trong tai hắn, dĩ nhiên là một phần tâm pháp cực kỳ thâm ảo, hắn vẻn vẹn là nghe vài câu, bình cảnh mình vẫn chưa phá liền có cảm giác buông lỏng. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nếu như có thể được công pháp hoàn chỉnh, tu vi tất nhiên có thể đột phá. Vì lẽ đó vừa ra, liền hướng về thanh âm kia lao nhanh. Trên đường cũng hơi dừng lại do dự một chút, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Vô Thượng Cung, tuy rằng tất cả cao thủ cơ bản đều tụ tập ở yến hội, nhưng cũng khó bảo toàn không có ẩn giấu cao nhân, nếu bị phát hiện thực sự là khó có thể bàn giao. Nhưng mỗi lần hắn ngừng lại, âm thanh tâm pháp kia sẽ vang lên. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng vẫn không nhịn được đi theo. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Cuối cùng đi tới một tiểu viện, lập tức một thanh âm truyền tới. Dưới chân hắn y theo dẫm tới, rất nhanh liền tiến vào trong Tứ Phương Lâu, bên trong một mảnh trống rỗng, nơi nào có nửa bóng người. Mà âm thanh cũng cứ thế biến mất, thật giống như xưa nay chưa từng tồn tại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này là nơi nào? Hắn nhíu mày, bên ngoài dĩ nhiên bày xuống cấm chỉ quái lạ như vậy, nơi này chỉ ít cũng là trọng địa của Vô Thượng Cung mới phải, nhưng phóng tầm mắt nhìn lại rỗng tuếch. Có gì đó quái lạ. Hắn lập tức có cảm giác không ổn, vội vàng bước ra hướng phía ngoài chạy đi. Chi? Chỉ thấy phía trước vọt tới lượng lớn bóng người, cầm đầu chính là phụ tử Mã Thiên Hà. Mã Thiên Hà rất xa liền nhìn thấy Huỳnh Dương Minh, nhất thời một mặt khiếp sợ, giận dữ hét, Huỳnh Dương Minh. Ngươi thật là to gan, dám đến cấm địa của Vô Thượng Cung. Huỳnh Dương Minh kinh hãi, nhất thời lạnh từ đầu tới chân, lập tức biết bị người hãm hại. Cuống quýt giải thích, cung chủ đại nhân, đây là hiểu lầm, người nghe ta giải thích. Giải thích cái rắm, nhanh đem đồ vật toàn bộ giao ra đây, bằng không chết. Âm thanh của Mã Thiên Hà dường như sóng âm mạnh mẽ khuếch tán ra, trong đó ẩn chứa uy thế Vũ Tông, nhất thời chấn động đến trước ngực Huỳnh Dương Minh cuồn cuộn, phun ra ngoài một ngụm máu tươi, lần này hắn triệt để hoảng rồi, nhìn ánh mắt giết người của Mã gia phụ tử, đáy lòng lạnh lẽo. Đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai. Đi phía trái trốn. Hắn thật giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, không chút nghĩ ngợi liền sử dụng toàn lực đi phía trái chạy như bay. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Hừ, chỉ là vũ quân, cũng muốn ở trước mặt mọi người chúng ta đào tẩu. Mã Thiên Hà cười gằn vọt lên, rơi vào trong khu nhà nhỏ, dưới chân nhanh chóng dẫm vũ bộ, chỉ lát nữa liền lướt qua, đột nhiên một luồng sức mạnh kỳ dị từ bốn phương tám hướng đè lên, đem hắn ngăn trở. Nguồn sức mạnh kia càng lúc càng lớn, Mã Thiên Hà kinh hãi đến biến sắc, ngay cả hắn là Tam Tinh Vũ Tông cũng cảm thấy có chút khó có thể chống đối, vội vàng phi thân lui ra. Cha, xảy ra chuyện gì? Mã Phi Bạch cả kinh nói, cấm chế bên trong khu nhà nhỏ này, bọn họ đi qua vô số lần, xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Sắc mặt Mã Thiên Hà tái xanh, phảng phất như nuốt vào một con chuột, cắn răng nghiến lợi nói, cấm chế bị người này cải biến.
Cái gì, đây chính là... Mã Phi Bạch cả kinh, nhưng lập tức ý thức được cái gì, vội vàng câm miệng, trong mắt tất cả đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Cấm chế này đừng nói Huỳnh Dương Minh chỉ là vũ quân, dù là vũ tông cường giả cũng không có năng lực cải biến a. Cái này cũng là nguyên nhân Mã Thị Phụ Tử yên tâm đem Tứ Phương Lâu bố trí vào trong đó, cũng không cần phái người trông coi. Bởi vì quá tự tin, sắc mặt Mã Thiên Hà muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Giờ khắc này hơn trăm tên võ giả của các thế lực lớn đều cười trên sự đau khổ của người khác, nguyên bản là muốn thị uy, kết quả lại biến thành chế giễu. Phạm vi lớn truy tìm, ta không tin hắn có thể chạy ra phạm vi vô thượng cung. Mã Thiên Hà hầu như là gầm thét gào lên, hắn hít một hơi thật sâu, đem chân nguyên của mình hội tụ lại, đột nhiên há mồm hướng bầu trời phun ra. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo sóng âm như thực chất đột nhiên phóng lên trời, ở phía trên vô thượng cung nổ tung. Nhất thời toàn bộ không gian rung động lên, từng vòng sóng âm cấp tốc mở rộng ra, trong chu vi 10 dặm đều có thể thấy. Các đệ tử vô thượng cung truy tìm Huỳnh Dương Minh, thấy người giết không tha. Mười mấy tên cường giả của các thế lực lớn, sắc mặt đều đại biến, thầm nghĩ Tam Tinh Vũ Tông quả nhiên là danh bất hư truyền. Không ít người ở dưới một tiếng hống kia suýt chút nữa tâm thần rung động phun máu, từng cái sắc mặt trắng bệch. Vô thượng cung càng là lượng lớn đệ tử cấp thấp ở dưới sóng âm này chấn thương kinh mạch, trên mặt người người hiện ra vẻ sợ hãi, nhất thời toàn bộ vô thượng cung dốc toàn bộ lực lượng, hướng về phương hướng Huỳnh Dương Minh đào tẩu vây bắt đi. Hiện tại oan uổng nhất chính là Huỳnh Dương Minh, hắn một bên điên cuồng thoát thân, một bên trong đầu đang nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh liền hiểu rõ ra, mình nhất định là bị người ta lợi dụng. Nhưng người này dĩ nhiên có thể giấu giếm được thần thức của tất cả mọi người giá họa cho mình, hiển nhiên không phải hạng đơn giản. Rốt cuộc là ai muốn giá họa cho mình, tại sao phải giá họa cho mình? Bởi vì ngươi là người của Huỳnh Dương gia. Một thanh âm nhàn nhạt ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Huỳnh Dương Minh giật nảy cả mình, kịch liệt dừng thân thể, một luồng chân khí suýt chút nữa phản phệ kinh mạch, chỉ thấy phía trước đứng một thiếu niên ánh mắt băng hàn lạnh lùng. Ngươi là ai? Hắn kinh hãi đến biến sắc, không chỉ là bởi vì đối phương biết suy nghĩ trong lòng hắn, hơn nữa âm thanh vừa nãy kia, chính là âm thanh của người hãm hại mình. Chỉ là sao trẻ tuổi như vậy, hơn nữa tu vi chỉ là võ sư đỉnh cao, ngươi sống bấy nhiêu năm là sống trên thân cậu A, võ sư cảnh giới giết ngươi liền được rồi. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, sát khí trên người dần dần ngưng tụ lên, bắt đầu có cảm giác lăng liệt. Ngươi! Lần này Huỳnh Dương Minh bị dọa cho phát sợ. Nội tâm nhấc lên cơn sóng thần, sợ hãi nói, ngươi, làm sao ngươi biết trong lòng ta nghĩ cái gì? Còn có, vì sao phải hãm hại ta? Hai con mắt Lý Vân Tiêu chìm xuống, cười lạnh nói, những chuyện này, chờ sau khi chết đi hỏi Huỳnh Dương Côn đi. Hắn đột nhiên nổi lên sát khí, giơ tay phải lên quát, tử khí đông lai, đỉnh trấn càn khôn. Đông thuật, yêu nguyệt. Một đỉnh nhỏ màu tím ở trong hai con ngươi khiếp sợ của Huỳnh Dương Minh đột nhiên lớn lên. Ở phía sau tử đỉnh, càng hiện ra một đôi con người yêu nguyệt như máu. Thời gian vội vàng, Lý Vân Tiêu không có công phu chơi với hắn, vừa ra tay chính là tấn công bằng tinh thần cùng đại sát chiêu, mấy hiệp liền đem Huỳnh Dương Minh đánh vào trong đỉnh, triệt để luyện thành cho. Lúc này không ít người của vô thượng cung cũng dồn dập chạy tới, tất cả đều là tu vi dưới vũ quân, có 20, 30 người. Hai con người của Lý Vân Tiêu vẫn là một mảnh màu máu. Tia sáng yêu dị ở trên mặt lấp lóe, ngữ khí băng hàn thấu xương nói, các ngươi, cũng cùng nhau đi chết đi. Một tiếng mãnh hổ gầm rú ở bên trong núi rừng vang vọng. Ở bên kia, mau đuổi theo. Xa xa đệ tử vô thượng cung từng cái bị sợ hết hồn, mấy chục người vội vàng hướng về thanh âm hổ gầm chạy đi. Đột nhiên mấy đạo nhân ảnh trực tiếp từ trên đầu bọn họ lóe lên liền bay qua. Là mấy người cung chủ, mau cùng tiến lên. Những đệ tử vô thượng cung kia nguyên bản còn lo lắng thực lực đối phương quá mạnh, nội tâm có chút thấp thỏm, nhìn hai vị cung chủ đều qua, nhất thời dâng lên đủ sức lực chạy tới. Nhưng mới vừa chạy mấy bước, liền có một đạo sóng âm to lớn gào thét, bí mật mang theo chân khí oanh đến, đem bọn họ chấn động đến mức phun máu bay ra ngoài. Huỳnh Dương Minh, không giết ngươi, Mã Thiên Hà ta thề không làm người. Lý Vân Tiêu từ lâu điều khiển hổ vương chiến xa cấp 5 chạy như bay hơn trăm dặm. Lần này hành trình vô thượng cung có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Không chỉ đem bí khố của người ta chuyển hết, còn giá họa cho Huỳnh Dương gia. Huỳnh Dương Côn, ngươi giết ta một người, ta giết cả nhà ngươi, Chu cửu tộc ngươi,
Trên người hắn bùng nổ ra sát khí ngập trời, ở bốn phía chiến xa mơ hồ hiện ra vẻ tử hắc, ở trên bầu trời ầm 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 chạy qua. Lý Vân Tiêu trở lại Viêm Vũ Thành, lập tức tiến vào giới thần bi bế quan, mới một ngày, liền phá tan Bình Phong võ sư, bước vào đại võ sư cảnh giới. Cái gì, đi Dương Thành? Ánh mắt Tiêu Khinh Vương ngưng lại, trầm giọng nói, Vân Thiếu, ngươi không phải là muốn đi Huỳnh Dương gia chứ? Dương Thành chính là đô thành của Hỏa Ô Đế Quốc, nơi các đại thế gia cùng hoàng thất chiếm giữ. Lý Vân Tiêu đột phá xong lập tức đem mọi người triệu tập lại đây, nhìn Tiêu Khinh Vương sắc mặt nghiêm túc cùng hỏi dò, bình tĩnh gật đầu nói, không sai, chính là đi Huỳnh Dương gia. Vẻ mặt Lý Thuần Dương cực kỳ âm trầm, nhưng cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta tuyệt không tán thành, bây giờ đối phó Huỳnh Dương gia, không khác nào lấy trứng chọi đá. Đối phương vẻn vẹn là một tên vũ tông cường giả liền để chúng ta vô cùng chật vật, tuy rằng hiện tại Khinh Vương cũng lên cấp vũ tông, nhưng cùng Huỳnh Dương gia sừng sững mấy trăm năm so với, căn bản không thể giống nhau. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói. Chẳng lẽ chúng ta không chủ động xuất kích, đối phương sẽ không tìm tới cửa sao? Huỳnh Dương Côn mất tích mấy ngày, người cho rằng Huỳnh Dương gia sẽ không biết là chúng ta làm. Mọi quyền chủ động đều phải nắm ở trong tay mình. Trong lòng ta đã có kế hoạch, phái 11 người cùng ta đi tới liền có thể. 11 người. Ánh mắt Tiêu Khinh Vương ngưng lại, đúng là có thể xoay sở đủ 11 tên vũ quân cường giả trở lên. Thực lực như vậy nếu đặt ở Thiên Thủy Quốc trước đây, đủ để quét ngang tất cả. Nhưng hiện tại đặt ở trong phạm vi toàn bộ Hỏa Ô Đế Quốc, lại một thế gia cũng đối phó không được. Tính ta một người. Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, một luồng kình phong ác liệt truyền vào, mọi người chỉ cảm thấy uy thế phả vào mặt, cực kỳ khiếp sợ, cả người Tiền Đa Đa đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh, một loại khí thế bá đạo quanh quẩn ở quanh thân, phảng phất cùng dĩ vãng có bất đồng rất lớn. Vũ Tông. Con người của Tiêu Khinh Vương mở lớn, nhìn khí thế quanh người hắn cả kinh nói, người cũng phá tan gông xiềng Vũ Vương. Hừ. Trên mặt Tiền Đa Đa hiện ra thần sắc khinh thường, lãnh đạm nói, ngay cả ngươi cũng có thể qua, đối với ta mà nói tính là cái gì? Coi như không dùng cửu khiếu phá ách đan, chỉ cần tu tập phá nguyệt bảo quyển, hắn cũng chắc chắn vọt qua, nhưng chỉ là không nhanh như vậy mà thôi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Ý tùy tâm động, không hổ là người tu luyện phá nguyệt bảo quyển, nhanh như vậy liền đem cảnh giới vững chắc xuống. Tuy rằng Khinh Vương so với người đột phá trước, nhưng còn kém một đoạn. Tiền Đa Đa một mặt cổ quái, thật giống như một hài tử 3 tuổi đối mặt một đại nhân 30 tuổi nói, người khí lực không tệ, rất được. Loại cảm giác đó khó có thể dùng lời diễn tả được. Tiêu Khinh Vương nhìn vẻ mặt của Tiền Đa Đa, cười nói. Không nên không phục, tiểu tử này nói ta là tín phục vô cùng. Hắn nói ta không bằng ngươi, này tất nhiên là không bằng ngươi. Lần này có 2 tên Vũ Tông, đúng là có thể thử một lần. Tiền Đa Đa nghĩ tới đối chiến Vũ Tông, Lý Vân Tiêu biểu hiện ra thực lực, nhất thời trong lòng cũng không thể nói gì được. Không được. Lý Thuần Dương kiên quyết trầm giọng nói. Hai người các ngươi đều là mới vừa đột phá không lâu, ở đâu là đối thủ của những Vũ Tông thành danh đã lâu kia. Còn có ta. Đồng dạng một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, theo sau chính là tiếng cười to sang sảng ở trong đại sảnh vang vọng. Chỉ thấy Năng Phi Trần nhanh chân đi lên, cả người tươi cười rạng rỡ, nơi nào còn có nửa phần dáng vẻ già nua, sinh cơ bừng bừng, tuổi thọ tăng nhiều. Đa tạ Vân Thiếu ban đan. Năng Phi Trần vạn phần cảm khái, lòng sinh cảm kích hướng Lý Vân Tiêu bái tạ. Lý Thuần Dương có chút ngạc nhiên, cảm giác thế giới này biến hóa quá nhanh, thật giống như chỉ trong chớp mắt, dĩ nhiên liền thêm ra 3 vũ tông cường giả. Cái này trước đây căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lập tức xuất hiện 3 vị, liền đứng trước mắt mình, hơn nữa hướng về cháu mình bái tạ. Năng tông chủ khách khí, lần này còn phải nhờ tông chủ giúp đỡ. Lý Vân Tiêu cười nói. Năng Phi Trần lập tức nghiêm nghị, nghiêm mặt nói. Thành chủ đại nhân nghiêm trọng, nếu không Thiền Tông đã quy thuận Viêm Vũ Thành, vậy dĩ nhiên hết thảy đều nghe theo thành chủ đại nhân sắp xếp. Hắn vậy cũng là một loại tỏ thái độ, người bốn phía nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thực lực không Thiền Tông đặt ở đó, cũng không kém Viêm Vũ Thành bao nhiêu, bây giờ Năng Phi Trần lên cấp Vũ Tông, sợ là rất khó quản thúc, bây giờ nhìn lại là lo lắng dư thừa. Lý Thuần Dương có loại cảm giác không chân thật, Vũ Tông đã từng là tồn tại khó có thể với tới, ngay cả ngước nhìn cũng không nhìn thấy. Bây giờ lại một lần có 3 vị đứng ở trước mặt mình,
hơn nữa từng cái đối với tôn nhi mình ngoan ngoãn nghe lời. Lý Vân Tiêu hài lòng nói. Được, năng tông chủ có phần tâm này tự nhiên là vô cùng tốt, chỉ cần toàn tâm toàn ý theo ta, đừng nói là vũ tông, coi như là vũ hoàng vũ tôn, ngày sau cũng không phải là không có hy vọng. Hắn nói đúng là lời nói thật, chỉ cần mình khôi phục thực lực đế cấp thuật luyện sư, những người này coi như dùng đan dược cũng có thể trực tiếp nâng lên. Nhưng nghe ở trong tai mọi người, lại không để ý lắm, cho rằng chỉ là một lời khích lệ mà thôi. Lý Vân Tiêu đứng dậy, một luồng khí thế khó có thể dùng lời diễn tả được từ trên người hắn tản mát ra, để nội tâm mọi người đều nghi ngờ không thôi, có ảo giác đối mặt với tông sư. Hắn nhẹ nhàng ngưng tiếng nói, ba người các ngươi, còn có lão gia tử, hai vị phó tông chủ Không Thiền Tông, cha, Kế Mông, Lạc lão sư, Hồng Binh, Y An, 10 người các ngươi lập tức theo ta diễn luyện thập nhị đô thiên tử lôi trận. Thập nhị đô thiên tử lôi trận. Trong lòng mọi người cả kinh, Lý Thuần Dương kinh ngạc hỏi, đây là trận pháp gì? Lại muốn 12 người liên thủ, phải học bao lâu? Trong mắt Lạc Vân Thường lóe ra vẻ khiếp sợ, trên mặt hơi dại ra một hồi, lập tức trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lý Vân Tiêu vô tình hay cố ý nhìn Lạc Vân Thường một chút, khẽ cười nói. Chỉ là một trận pháp dẫn lôi, đem cửu thiên lôi đình dẫn xuống dưới. Căn cứ thực lực người bố trí mạnh yếu, dẫn lôi đình cũng không giống nhau. Nếu là 12 vị vũ đế cường giả bày xuống, đủ để xúc động Thái Hư Ngọc Thanh Phạm Thiên diệt thế thần lôi, coi như là bất diệt kim thân chúng một phát, cũng biến thành cho bụi. Chi? Mọi người lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng là trận pháp đơn giản phổ thông gì, không nghĩ tới dĩ nhiên nghịch thiên đến trình độ như thế. Còn thời gian? Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Chỉ có 3 canh giờ, vừa vặn là giờ từ Viêm Vũ Thành đến Dương Thành. 12 chiếc huyền phù chiến xa, từ trong Viêm Vũ Thành bay lên không, nhanh chóng hướng về Thượng Dương Thành phóng đi. Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở trong Hổ Vương chiến xa, đã tọa tu luyện, trận pháp tinh yếu đã bị hắn đơn giản hóa lại, truyền thụ đi ra. Đột nhiên một bóng người rơi vào trong chiến xa của hắn, nhẹ nhàng đi tới, một trận mùi thơm ngát lan tràn, dễ ngửi không nói ra được. Làm sao, còn có chỗ nào không hiểu sao? Lý Vân Tiêu từ trong nhập định phục hồi tinh thần lại, nhìn Lạc Vân Thường, nhẹ giọng hỏi. Bóng người Lạc Vân Thường có chút cô đơn, nàng ngơ ngác đứng trên chiến xa, nhìn bầu trời vô tận, một lúc lâu mới thở dài nói, tâm tư của ta ngươi nên rõ ràng, ngươi có thể nói cho ta, tin tức vị đại nhân kia sao? Nàng nói đến phần sau, âm thanh hết sức sốt sắng khó có thể ức chế, thân thể mềm mại ở trong gió có vẻ hơi nhu nhược, song giáp khẽ run lên. Đây là lần thứ nhất nàng nghiêm túc cẩn thận hỏi, chính là hy vọng có thể từ trong miệng Lý Vân Tiêu được tin tức xác thực. Tuy rằng từ trước tới nay vẫn luôn vô cùng tin chắc Cổ Phi Dương không chết, nhưng này chỉ là nàng suy đoán mà thôi. Thực sự làm sao, nàng là không biết, hắn chỉ là lãng tử mà thôi, cái gì phong vân bảng đệ tam. Cái gì đế giai thuật luyện sư, ở trong mắt ta tất cả đều là chó má. Lừa bao nhiêu nữ nhân ngây thơ như ngươi vì hắn ngày đêm nhớ nhung, đáng giá sao? Trong tròng mắt Lý Vân Tiêu lướt qua một tia ưu buồn, đó là một loại tang thương trải qua thế sự, này tuyệt nhiên không phù hợp gương mặt non nớt mới 15 tuổi của hắn. Lạc Vân Thường kinh ngạc, trong lòng hơi nhảy một cái, thật giống như bắt được một loại cảm giác khác thường nào đó. Nguyên bản có người mắng Cổ Phi Dương như vậy. Nàng là tuyệt đối sẽ không khách khí tức giận. Nhưng lúc này lại chẳng biết vì sao hoàn toàn không tức giận được, nhìn con ngươi trong suốt của Lý Vân Tiêu, trong lòng hơi dập dờn, thật giống như cùng bóng người kia chồng lên nhau. Con ngươi vô hạn rộng lớn kia, ở trên đỉnh Thần Tiêu Cung, phảng phất xuyệt tận luân hồi cùng tang thương thế gian. Vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, nhưng cảm thấy quen thuộc như thế, phảng phất như ở kiếp trước, nàng đã lặng lẽ nhìn chăm chú ngàn năm. Không cho ngươi nói hắn như vậy. Nếu như hắn mạnh khỏe, chính là trời nắng. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một vệt bất đắc dĩ cùng sáp ý, cười khổ nói, hắn khá tốt đi. Hô! Chỉ nghe Lạc Vân Thường tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, phảng phất tinh khí thần cả người vào lúc này hoàn toàn thư giãn, loại hậm hực cùng các loại phỏng đoán nhiều năm tích lũy kia, trong nháy mắt này ầm ầm thả xuống, nàng chỉ cảm thấy cả người hoàn toàn nới lỏng, thân thể nhẹ như một tờ giấy mỏng, cảm giác muốn tung bay lên. Cảm ơn ngươi, Vân Tiêu. Lạc Vân Thường mừng đến phát khóc, ở trước mặt học sinh của mình, rốt cục không nhịn được chảy xuống nước mắt. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, chuyện này thật không biết nên kết cuộc như thế nào. Lạc Vân Thường thấp giọng nghẹn ngào, nàng chỉ cảm thấy đột nhiên quá mệt mỏi,
không cảm giác đem đầu khẽ tựa vào trên cánh tay Lý Vân Tiêu, rất mau làm ống tay áo của hắn ướt một mảnh. Nàng tựa hồ cũng không có chú ý tới mình không thích hợp, nghẹn giọng hỏi, có thể nói cho ta tình trạng gần đây của hắn hay không? Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, cười khổ nói. Vân Thường lão sư, hiện tại không phải thời điểm nói những chuyện này. Chờ ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Lúc này Lạc Vân Thường mới ý thức được mình không thích hợp, vội vàng đem thân thể lui trở về, trên mặt hiện ra một mảnh hồng vân, cáu giận nói, nếu như trở về không nói, xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Đừng quên ngươi còn nợ ta một khúc Quảng Lăng tán. Lý Vân Tiêu nhìn tư thái nàng như tiểu nữ nhi, biết chuyện này phiền phức, cười khổ nói, vẫn là chờ sau này để Cổ Phi Dương đàn cho ngươi đi. Lạc Vân Thường sững sờ, lập tức không vui, nàng trợn to mắt, có chút xuất thần, tự lẩm bẩm, hắn sẽ đàn cho ta sao? Lý Vân Tiêu tầng tầng ho khan mấy lần. Khặc khặc, ta cũng không biết, có điều ta sẽ đem yêu cầu của ngươi nói cho hắn. Cảm ơn ngươi, Vân Tiêu. Lạc Vân Thường đại hỉ, dáng vẻ cảm kích, hai mắt đều bốc lên tiểu hồng tâm. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy đầu rất lớn, vội vàng phất tay nói, Vân Thường lão sư, người vẫn là mau mau về trên chiến xa của mình quen thuộc trận pháp đi. Lúc này Lạc Vân Thường mới khôi phục lại, cười nói. Thập nhị đô thiên tử lôi trận này cũng là hắn đưa cho ngươi đi, đây chính là một trong tam đại trận pháp vô thượng của Thần Tiêu cung ta. Tuy rằng không có thực tiễn qua, nhưng toàn bộ trận pháp đều ở trong đầu của ta, chỉ là dẫn lôi đình tầng dưới thấp, hoàn toàn không là vấn đề. Chẳng lẽ ngươi tính toán dẫn lôi đình oanh kích Huỳnh Dương ra? Lý Vân Tiêu nghiêm nghị gật đầu nói. Không sai, lấy suy đoán của ta, liên hợp lực lượng 12 người chúng ta, chỉ ít có thể dẫn một loại trong ngũ hành thần lôi, cũng đủ để Huỳnh Dương ra bọn họ uống một bình. Lạc Vân Thường trầm tư nói. Nếu ở trên bầu trời Huỳnh Dương ra dùng chiến xa ngưng tụ đại trận, khó bảo toàn bọn họ sẽ không phát hiện. Chỉ cần tùy tiện phái ra một tên nhị tinh vũ tông, liền đủ để nhiễu loạn chúng ta bày trận. Lý Vân Tiêu cười nói. Yên tâm, điểm ấy ta sớm có tính toán. Hai người đàm luận trận pháp một hồi, Lạc Vân Thường liền lòng đầy vui mừng trở lại trên chiến xa của mình. Khúc mắc mười mấy năm qua rốt cục mở ra, tâm có cảm giác ung dung, nàng càng mơ hồ cảm giác mình thật giống như sắp đột phá. Lý Vân Tiêu cau mày nghĩ một trận, chỉ cảm thấy đầu rất lớn, than thở lên. Rất nhanh, 12 chiếc chiến xa trong nháy mắt bay tới ngoài Thượng Dương Thành. Thượng Dương Thành chính là đế đô của Hỏa Ô Đế Quốc, là thành thị phồn hoa nhất trong chu vi vạn dặm. Diện tích hầu như là mấy chục lần thủ đô Thiên Thủy Quốc, nhân khẩu hơn 100 triệu. Chiến xa đứng ở trên bầu trời ngoài thành, không dám tùy tiện tiến vào. Trong thành có vài cỗ thần thức mạnh mẽ để Lý Vân Tiêu kiêng dè không thôi. Suy nghĩ chút biện pháp đi, nếu chiến xa trực tiếp lái vào, tất nhiên sẽ khiến những lão quái vật cung phụng của đế quốc chú ý. Tiêu Khinh Vương truyền âm lại nói. Cung phụng đường của Hỏa Ô Đế Quốc chính là chỗ hoàng thất cung phụng cao thủ, theo ta được biết tổng cộng có hơn 30 người, hơn nữa tư cách tiến vào cung phụng đường, mức thấp nhất cũng phải đạt đến Vũ Vương. Lúc trước thời điểm hắn mới tiến cấp Vũ Vương, liền thu được lời mời của đế quốc cung phụng đường, nhưng bị hắn uyển chuyển từ chối. Cung phụng đường trực thuộc hoàng thất Hỏa Ô Đế Quốc trưởng quản, không nghe lệnh bất luận người nào, bình thường ngoại trừ thay hoàng thất làm việc ra, còn phụ trách bảo vệ hoàng thành an toàn. Không có bất kỳ người nào có thể ra lệnh cho bọn họ, chỉ cần hoàng thành không bị uy hiếp, đồng thời không có hoàng đế Hỏa Ô Quốc hạ lệnh cho bọn họ, coi như tứ đại gia tộc bị diệt, cũng sẽ không động thủ. Lý Vân Tiêu nhìn đô thành phía trước, hai tay bấm quyết bắt đầu triển khai cấm chế, rất nhanh trận pháp bố trí trên 12 chiếc chiến xa mơ hồ phát sinh từng đạo bạch quang, thân chiến xa trở nên hư huyễn, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở trên bầu trời. Được rồi, vào thôi. Tuy rằng vẫn không thể tránh được thần thức mấy người kia, nhưng ít ra cho thấy lập trường của chúng ta là không phải trắng trợn gây sự. Đây chỉ là một loại bí thuật ẩn thân, cũng không thể duy trì thời gian quá lâu, hơn nữa cũng lừa không được tất cả mọi người. Chiến xa mới vừa lái vào bầu trời Thượng Dương Thành, từ mấy địa phương trong hoàng thành vọt tới vài đạo thần thức cực cường, trong nháy mắt đem hết thảy chiến xa khóa chặt. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu hơi đổi, mấy đạo thần niệm này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí không kém hắn. Cũng may đối phương không có địch ý rõ ràng, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, sau khi điều tra liền có vài đạo thần thức biến mất không còn tăm hơi, nhưng trước sau có hai đạo tùy tùng bọn họ phi hành trên không trung, tựa hồ là muốn giám sát. Hừ, muốn nhìn liền để cho các ngươi nhìn đi.
Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, không để ý những thần thức này, trực tiếp đem chiến xa ngừng ở trên bầu trời Huỳnh Dương ra. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra cái hộp nhỏ chứa thiên ngoại huyền minh ngọc, trên mặt hiện ra một ý cười lạnh lẽo. Có vật này làm mắt trận, lần này vô thượng cung có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Diện tích Thượng Dương Thành rất lớn, truyền thừa mấy trăm năm như Huỳnh Dương gia chỉ có thể ở khu vực biên giới đế đô. Tuy rằng cũng là thế gia quý tộc, nhưng so với các thế gia ở khu vực chính giữa Hoàng Thành kia, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Huỳnh Dương gia, phòng nghị sự. Huỳnh Dương nghĩa là gia chủ đời này, ở trong phòng đi qua đi lại, mấy ngày nay hắn bế quan tu luyện, luôn có một loại cảm giác tâm thần không yên. Tu vi đạt đến trình độ như hắn, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện dấu hiệu như vậy. Huỳnh Dương Côn còn chưa từ Viêm Vũ Thành trở về sao? Nội tâm hắn mơ hồ có cảm giác xấu, mở miệng hỏi. Huỳnh Dương gia tộc đại quản gia Huỳnh Dương Thừa cau mày nói, bẩm gia chủ đại nhân, Côn trưởng lão còn chưa trở về. Trong mắt Huỳnh Dương Nghĩa hiện ra một vẻ lo lắng, lẩm bẩm nói. Không nên a, tuy rằng Huỳnh Dương Côn chỉ là nhất tinh vũ tông, nhưng cũng là vũ tông cường giả hàng thật đúng giá. Hơn nữa hắn luyện hóa hai bản mệnh huyền khí, coi như địch không lại, cũng có thể bình yên quay về. Viêm Vũ Thành chỉ là một thành nhỏ của Thiên Thủy Quốc mà thôi, làm sao có khả năng giữ lại được hắn. Huỳnh Dương Thừa cũng nghĩ không thông, hồ nghi nói. Có thể Côn trưởng lão đột nhiên lâm thời có việc, đi tới chỗ khác hay không? Hừ, người thừa kế gia tộc Huỳnh Dương Kiệt này cũng chết rồi, hắn làm sao không nhận rõ nặng nhẹ. Ha ha, có điều Huỳnh Dương Kiệt chết rất tốt ha. Tốt nhất là mấy cái còn lại cũng chết hết mới được, như vậy tôn nhi của ta mới có cơ hội kế thừa. Trên mặt Huỳnh Dương Nghĩa hiện ra vẻ cười gần dữ tợn. Huỳnh Dương Kiệt cũng không phải hậu nhân huyết mạch của hắn, chỉ tự trách tôn tử của mình quá mức rác rưởi, bằng không làm sao cũng không tới phiên người chi thứ kế thừa đại vị. Huỳnh Dương Thừa nghe mà khúm núm, không dám nói tiếp, nói sang chuyện khác. Tuy rằng như vậy, nhưng Huỳnh Dương Kiệt là đích hệ tử tôn của Thái Thượng Trưởng Lão, chuyện này nếu bị Thái Thượng Trưởng Lão biết. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới phái Huỳnh Dương Côn đi đem sự tình điều tra rõ ràng, đồng thời mang hung thủ về giao cho Thái Thượng Trưởng Lão xử trí. Huỳnh Dương Nghĩa trầm ngâm nói. Ta đã phái người truyền tin tới cho Tụ Thiên Tông, hồi âm nói Thái Thượng Trưởng Lão đang lúc bế quan tu luyện, cũng không biết khi nào có thể đi ra. Nếu không nhanh nắm lấy hung thủ, chờ Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan biết hậu bối của mình bị người giết, dù là ta cũng không thể chịu được a. Huỳnh Dương Thừa cau mày nói. Nếu không lại phái người đi Viêm Vũ Thành một chuyến, Huỳnh Dương Nghĩa ở trong đại sảnh qua lại vài bước, lãnh đạm nói. Chết ngoại trừ Huỳnh Dương Kiệt ra, còn giống như có Trình Gia Trình Phi Kỳ nha. Tuy rằng Trình Phi Kỳ ở Trình Gia chỉ là con cháu bình thường, nhưng dù sao cũng là người Trình Gia. Việc này cũng không thể chỉ để Huỳnh Dương gia chúng ta ra mặt, người đi thông báo Trình Gia, thăm dò phản ứng của bọn họ. Huỳnh Dương Thừa lộ ra nét mừng nói. Diệu, nếu Trình Gia cũng phái người đứng ra, sợ là Thiên Thủy Quốc sẽ trực tiếp bắt lấy hung thủ đưa tới. Huỳnh Dương Nghĩa hừ lạnh nói. Hừ, ta ngược lại muốn xem là người nào ngông cuồng như thế, ngay cả người thừa kế của Huỳnh Dương gia ta cũng dám giết. Đột nhiên hắn hơi nhướng mày nói. Đúng rồi, Huỳnh Dương Minh đi vô thượng cung tham gia khánh yến của Mã Phi Bạch, cũng không trở về. Huỳnh Dương Thừa nói. Còn chưa về, theo lý ngày hôm qua nên trở về báo cáo mới đúng. Chuyện này. Đột nhiên Huỳnh Dương Nghĩa cảm thấy cả người có chút xúc động, cực kỳ không dễ chịu. Hắn trong mơ hồ cảm thấy hai chuyện này thật giống như có một loại liên hệ nào đó, để hắn cảm thấy tâm thần không yên, nhưng làm thế nào cũng liên hệ không tới, chỉ là loại linh cảm bất an kia càng ngày càng mạnh. Người nào? Đột nhiên linh thức của Huỳnh Dương Nghĩa hơi động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt tựa hồ trực tiếp xuyên thấu trần nhà, nhìn về phía bầu trời vô tận. Oanh! Đột nhiên một đạo lực lượng khổng lồ nổ xuống trong khu nhà Huỳnh Dương ra, khuếch tán ra. Một loại cảm giác sợ hãi ở trong lòng Huỳnh Dương Nghĩa dâng lên. Nguồn sức mạnh này không chỉ ẩn chứa kinh khí rất lớn, hơn nữa còn có băng hàn tốc thẳng vào mặt, thẳng vào cốt tủy, để người thật giống như rơi vào hàn băng. Chi? Hắn chính là tứ tinh vũ tông cường giả, còn cảm giác như vậy, nếu như những người khác. Càng là không thể tưởng tượng nổi, người phương nào lớn mật như thế, dám đến Huỳnh Dương gia ta khiêu khích. Huỳnh Dương Nghĩa nổi giận một tiếng. Cả người trong nháy mắt lao ra ngoài, chỉ thấy một hố sâu to lớn xuất hiện ở trong phủ đệ, sâu không thấy đáy, từ bốn phía hố sâu còn truyền đến hồ quang điện thiểm,
đùng 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 đùng, nương theo hàn khí to lớn ở trong toàn bộ phủ đệ khuếch tán ra. Chi, cực âm hàn khí, đây là cực âm hàn khí của vô thượng cung. Hắn đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác không thể tin tưởng. Tại toàn bộ hỏa ô đế quốc, cũng chỉ có vô thượng cung tu luyện băng hàn chi khí mạnh mẽ như vậy, hơn nữa luồng khí lạnh trước mắt kia, ngay cả Mã Thiên Hà cũng chưa chắc có trình độ như thế. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Huỳnh Dương Minh xảy ra vấn đề rồi? Huỳnh Dương Nghĩa kinh nộ không ngớt ngẩng đầu nhìn tới, nhưng trên bầu trời là một mảnh trời quang sáng sủa, nào có nửa cái bóng người. Người đâu, lăn ra đây cho ta, dám làm dám chịu, trốn trốn tránh tránh có tài ba gì? Hắn nổi giận gào thét lên, toàn bộ Huỳnh Dương gia cũng ở dưới chấn động vừa nãy thức tỉnh, tất cả mọi người dồn dập chạy ra, tìm tòi kẻ địch bốn phía. Xì xì. Trên bầu trời đột nhiên lần thứ hai hiện ra từng đạo hồ quang, từ trong trời quang sáng sủa hiển hiện, những hồ quang kia toàn bộ hiện ra vẻ hàn băng cực âm, ở trên không trung chậm rãi hội tụ, càng ngày càng nhiều. Hồ quang đem toàn bộ bầu trời Huỳnh Dương ra bao phủ lại, phảng phất hình thành một hàn băng lôi ngục màu lam nhạt, lượng lớn lôi đình màu xanh lam ở trong đó lóng lánh bất định, đẹp đến làm người nghẹt thở. Lúc này không biết từ đâu truyền đến âm thanh của một hài tử, có vẻ vô cùng vui vẻ. Mẹ, người mau đến xem, bầu trời thật là đẹp a. Hầu như hết thảy người của Huỳnh Dương gia đều ở dưới tiếng nổ kia chạy ra, từng cái kinh nộ bất định nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Là ai? Đến cùng là ai dám đến khiêu khích Huỳnh Dương gia? Không, này đã không phải khiêu khích. Này hoàn toàn chính là khai chiến a. Hào quang màu xanh lam chiếu rọi trên gương mặt sợ hãi của Huỳnh Dương Nghĩa, lóng lánh bất định. Lôi điện cùng hàn băng mạnh mẽ như vậy, nếu nổ xuống, liền không phải một cái hố to trong tiểu viện, toàn bộ Huỳnh Dương gia đều sẽ biến thành cho bụi. Cả người hắn kinh ngạc đến ngây người, một luồng cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân dâng lên não, đột nhiên con người áp xúc, giận dữ hét, nguyên lai ở đây. Toàn bộ đi ra cho ta. Ngay thời điểm lôi điện hội tụ, hắn rốt cục nhận ra được nơi kẻ địch ẩn thân, hai tay múa tung lên, từng vòng nguyên khí mạnh mẽ từ trong cơ thể tuôn trào ra. Hóa thành mấy đạo hình thái giống như yêu thú, gầm thét hướng về giữa bầu trời phóng đi. Tứ Tinh Vũ Tông, coi như là tại hỏa ô đế quốc, cũng đủ để kinh sợ một phương. Lý Vân Tiêu ở trên chiến xa mắt lạnh nhìn phía dưới, hư lạnh nói, rốt cục bị phát hiện, vậy thì như thế nào? Hắn một tay bấm quyết, đồng thời cường giả ở trên 11 chiếc chiến xa khác cũng dồn dập lên phía trước, sử dụng tới thủ thế đồng dạng, năng lượng bạo loạn kia như lôi ngục, ở trung tâm lôi ngục. Chìm nổi một hòn đá chừng bằng nắm tay, không ngừng bốc lên hàn khí, đem toàn bộ hồ quang điện trong lôi ngục thiểm hóa thành lam thanh. Canh kim thần lôi, quỷ thủy thần lôi, oanh cho ta. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, pháp quyết trong tay bay vào trong lôi ngục, cỗ sức mạnh to lớn này trong nháy mắt bị xúc động, hóa thành một cột lôi đình màu xanh lam, trực tiếp từ không trung oanh kích xuống. Không gian bốn phía ở dưới tia chớp kia xuyên qua, dồn dập chấn động ra, như muốn nứt nát. Chính là canh kim cùng quỳ thủy trong ngũ hành thần lôi, Lý Vân Tiêu lợi dụng chính là đạo lý tương sinh tương khắc. Kim sinh thủy, mà này sẽ kích phát cực âm hàn khí trong thiên ngoại huyền minh ngọc, hòa vào lôi đình, biến thành một loại hào quang màu xanh lam, càng thêm yêu dị khủng bố. Oanh! Một đòn toàn lực này của Huỳnh Dương Nghĩa ở dưới ngũ hành thần lôi oanh kích trong nháy mắt tiêu tan, lực lượng nổ tung to lớn tiếp tục rơi vào trong phủ đệ Huỳnh Dương gia, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Càng có một nguồn sức mạnh vọt thẳng vào bầu trời, rung động ở ngoại vi lôi ngục, nhất thời 12 chiếc chiến xa ẩn náu mất đi hiệu lực, chiến xa dồn dập hiện thân. Huỳnh Dương gia càng là ở dưới một kích kia, hết thảy kiến trúc bị nhấn chìm trong ánh sáng, phủ đệ sừng sững mấy trăm năm hoàn toàn bao phủ trong nổ tung, lượng lớn bụi bẩm tràn ngập ra, đợi lúc khói bụi tiêu tan, nhất thời tất cả mọi người đều mắt choáng váng, toàn bộ Huỳnh Dương gia hầu như tan thành mây khói, hoàn toàn thành một khối bình địa. Cũng may một đòn toàn lực kia của Huỳnh Dương Nghĩa trung hòa phần lớn công kích, tuy rằng kiến trúc phủ đệ bị hủy hoại trong một ngày, thế nhưng không ít cường giả trong tộc dồn dập ra tay, đem phần lớn người thân cứu lại. Còn những gia đình hoặc là loại hình chi thứ, còn có lượng lớn nữ quyến, tất cả đều ở dưới một kích kia biến thành cho bụi. Súc sinh, ngày hôm nay mặc kệ ngươi là người nào, ta tất đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Huỳnh Dương Nghĩa từ trong nổ tung lao ra. Lượng lớn da rẻ trên người bị đốt cháy, hơn nữa mặt trên còn hiện ra một tầng băng sa nhàn nhạt, hai mắt đỏ bừng như máu. Huỳnh Dương gia tại hỏa ô đế quốc sừng sững mấy trăm năm,
chưa từng có một lần như ngày hôm nay, ngay cả phủ đệ cũng bị người ta oanh sạch sành xanh, tuy rằng nhân viên hạch tâm thương vong không lớn, nhưng loại sỉ nhục này căn bản là trước nay chưa từng có. Hơn nữa sau sự kiện lần này, coi như đem đối phương bầm thây vạn đoạn, vị trí tộc trưởng của hắn cũng không gánh nổi. Nghiêm trọng còn sẽ bị nỗi khổ cực hình. Hết thảy trưởng lão trong tộc cùng tiến lên, nhất định phải đem những người này bầm thây vạn đoạn. Hắn hét lớn một tiếng, liền bay lên trời, đi đầu sông lên. Huỳnh Dương gia có thể thăng làm trưởng lão, nhất định là tồn tại vũ tông, nhưng cũng chỉ có mấy người mà thôi. Tuy rằng rất nhiều người đối đầu với hắn, nhưng thời khắc gia tộc sống còn này, mỗi người vẫn là một lòng đoàn kết, tất cả đều nghe lệnh. Tiếp theo từ trong phế tích gia tộc, mấy bóng người cũng phóng lên trời. Đồng thời đem khí thế trên người lan ra, lập tức đem 12 chiếc chiến xa ở trên không trung kia khóa chặt. Ngay cả lôi ngục trong trung tâm chiến xa cũng dần dần bình tĩnh lại, năng lượng bên trong dần dần ổn định. Hả, người đâu? Bỗng nhiên Huỳnh Dương Nghĩa cả kinh, thần thức của hắn càn quét, trên 12 chiếc chiến xa dĩ nhiên rỗng tuếch, nơi nào có một bóng người. Sau khi đám người Lý Vân Tiêu đánh ra một đòn, toàn bộ đã lặng yên thối lui, ngay cả chiến xa cũng không muốn, lẳng lặng trôi nổi ở trên hư không. Thậm chí thiên ngoại huyền minh ngọc trong lôi ngục cũng vứt bỏ, quỷ dị phóng thích ánh sáng giả. Ta nộ a! Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời trường hống, thanh lan vạn dặm, loại tâm ý không cam lòng cùng khuất nhục kia hầu như muốn đem cả người bốc cháy lên, người trong toàn bộ đế đô tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đột nhiên một tên trưởng lão Huỳnh Dương ra sợ hãi nhìn thiên ngoại huyền minh ngọc trong lôi ngục, cả kinh nói, gia chủ đại nhân. Này, khối đá này đẳng cấp thật cao a, chí ít là đồ vật trên cấp 7. Sở dĩ nói như thế, là bởi vì hắn cao nhất chỉ có thể phân biệt đến cấp 7. Huỳnh Dương Nghĩa cả kinh, khó mà tin nổi hướng về thiên ngoại huyền minh ngọc trong lôi ngục nhìn tới. Giờ khắc này ở ngoài Thượng Dương thành trăm dặm, một chiếc hổ vương chiến xa ở trên không trung nhanh chóng chạy đi, hướng về Viêm Vũ thành lao nhanh. Mọi người ở trên chiến xa từng cái kích động khó có thể tin, không thể tin được mình thật sự làm ra sự tình điên cuồng như thế, dĩ nhiên dẫn lôi đình oanh kích Huỳnh Dương gia, loại hành động điên cuồng này, coi như là những đại thế gia sừng sững hơn 1000 năm kia, sợ là cũng phải nghĩ lại a. Sau khi Lý Thuần Dương hưng phấn, liền hơi có vẻ lo lắng lên, bình tĩnh nói. Lần này sợ là Huỳnh Dương gia sẽ triệt để điên cuồng, tuy rằng trong thời gian ngắn không tra tới trên đầu chúng ta, nhưng cũng phải làm chuẩn bị nghênh chiến. Đến thời điểm có thể chính là trả thù Bài Sơn Đảo Hải. Trả thù, hừ. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia sát khí, lạnh lùng nói, chờ bọn hắn từ trong lần đả kích này khôi phục như cũ rồi nói sau đi. Mọi người vừa nghe, dồn dập nhíu mày, có chút không rõ ý của hắn. Lần này đánh lén tuy rằng nhìn qua đả kích rất lớn, đem toàn bộ Huỳnh Dương ra hủy hoại trong một ngày, nhưng hạch tâm nhất chính là người, đặc biệt những cường giả kia, là một cái cũng chưa chết a. Đột nhiên vẻ mặt Lý Vân Tiêu biến đổi, hai mắt nhìn ở phía trước lạnh lùng nói. Đều chú ý, có cao thủ. Hắn hống một tiếng, nhất thời tất cả mọi người đều cảnh giác lên, dồn dập vận khí, thần thức lan ra bên ngoài, nhưng không cảm giác được nửa điểm dị thường. Bất quá ai cũng sẽ không nghi vấn lời nói của hắn. Ồ, đứa bé này thật lợi hại, làm sao phát hiện ta? Đột nhiên trong hư không phía trước truyền đến một thanh âm, không khí vặn vẹo gợn sóng, một lão giả râu bạc trắng lăng không nằm ở trên trời, đánh cái ha ha, lúc này mới mở to con mắt có chút mơ hồ, ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, nhất thời trở nên ngạc nhiên, có chút không thể tin tưởng xoa xoa ánh mắt, một mặt cả kinh nói, người đứa bé này, sao? Làm sao có khả năng? Ngươi thật sự chỉ có 15 tuổi, cấp 4 thuật luyện sư, hay là cấp 3? Ông lão hít vào ngụm khí lạnh, bất kể là cấp 3 hay là cấp 4 đều không trọng yếu, trọng yếu chính là tuổi tác của đối phương chỉ có 15 tuổi, điểm ấy là tuyệt không sai. Tất cả mọi người trên chiến xa đều là một mặt cảnh giác, bởi vì bọn họ hoàn toàn không cảm giác được khí tức của lão giả này, thật giống như phía trước căn bản không có ai vậy, thần thức trực tiếp xuyên thấu qua. Nếu không tận mắt thấy, căn bản sẽ không cảm thấy phía trước có người. Chưa từng có tình huống như thế, càng là như vậy, nội tâm mọi người càng rất gấp gáp. Lý Vân Tiêu nhẹ rên một tiếng, cười nói. Đây là chuyện tình của ta, tựa hồ cùng đại nhân ngươi không quan hệ a. Chúng ta rất vội, kính xin nhường đường. Vội, kha kha, các ngươi là sợ mấy tên tiểu quỷ của Huỳnh Dương ra đuổi theo đi. Lão giả đánh cái ha ha, một mặt lười nhác cười nói.
Mạnh nhất cũng chỉ có 3 tên vũ tông, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là vừa đột phá. Cha cha, người tuổi trẻ bây giờ, một so với một không biết trời cao đất rộng. Mấy người Năng Phi Trần suýt chút nữa trực tiếp ngất đi, đặc biệt là Năng Phi Trần cùng Tiêu Khinh Vương, nếu không phải là nhờ cơ duyên đột phá đến vũ tông, sợ là đời này tuổi thọ liền đến phần cuối. Còn người trẻ tuổi, nhưng đối mặt lão giả thực lực không biết, nhưng khẳng định không kém bọn họ này, tất cả đều là tinh thần căng thẳng, không dám có chút bất cẩn cùng thả lòng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, hừ nói. Vẫn là câu nói kia, đây là chuyện tình của chúng ta, cùng lão gia ngài không quan hệ. Xin tránh ra, ngữ khí của hắn dần dần lạnh xuống, có chút mùi vị không khách khí ở bên trong. Lão giả sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu dám dùng loại ngữ khí này, con người của hắn đảo một vòng, sắc mặt nhất thời kéo xuống, trầm giọng quát lên. Không có quan hệ gì tới ta, mấy tiểu tặc các ngươi lai lịch không rõ, dám ở Thượng Dương thành hành hung, rõ ràng là không đem chúng ta những lão bất tử này để ở trong mắt. Hiện tại lại còn nói không có quan hệ gì với ta. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Phỏng chừng các ngươi không phải người Thiên Hương đế quốc, chính là Mộc Húc đế quốc phái gian tế tới. Lão giả nói tới hai đại đế quốc này, chính là láng giềng của Hỏa Ô đế quốc, cộng đồng tạo thành Thiên Vũ đại lục tam đại đế quốc Nam Vực, thực lực tương đương. Hắn lập tức liền chụp mũ cho đối phương, lần này coi như giết chết những tiểu quỷ này, cũng là hợp tình hợp lý. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ngươi là người nào? Lão giả nhô lên con ngươi, lườm hắn một cái, quát lên, ta là người như thế nào là chuyện của ta, tựa hồ không có quan hệ gì tới các ngươi a. Mọi người một trận té xỉu, Lý Vân Tiêu cũng không biết nói gì. Lão gia ngài đến cùng muốn làm gì? Ta biết ngài cũng không phải muốn bắt chúng ta, bằng không cũng sẽ không phí lời nhiều như vậy. Đánh chúng ta khẳng định là đánh không lại ngài, muốn làm gì nói thẳng đi. Lão giả kia sững sờ, trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ khen ngợi, chà chà nói. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc. Cái kia, hắn nghĩ tới thân phận của mình, tựa hồ có chút không tiện. Chậm chạp nửa ngày mới mơ mơ hồ hồ nói. Ngươi ở bầu trời Huỳnh Dương gia làm ra trận pháp kia có chút ý nghĩa a, tuy rằng ta còn không lọt nổi mắt xanh, nhưng có nhiều chỗ cảm giác không tệ, đem trận đồ cho ta xem một chút. Đương nhiên, ta cũng không phải muốn trận pháp của ngươi, vật này ta thật không lọt nổi mắt xanh, chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Không lọt nổi mắt xanh. Nội tâm Lý Vân Tiêu cười gằn, không lọt mắt muội muội ngươi a. Đây chính là một trong tam đại vô thượng trận pháp mà Thần Tiêu Cung từ thượng cổ lưu truyền tới nay, phát huy đến mức tận cùng, dẫn diệt thế thần lôi, coi như là thánh vực cũng biến thành cho bụi, người một vũ hoàng nho nhỏ còn không lọt nổi mắt xanh. Trang, tiếp tục trang cho lão tử. Lão giả này dĩ nhiên là tồn tại thất túc cảnh giới vũ hoàng. Thực lực như vậy ở trong đế quốc tuyệt đối là cường giả đứng đầu, trừ khi là tụ thiên tông sau lưng Hỏa Ô hoàng thất. Sợ là không còn ai so với thất túc cảnh vũ hoàng càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù lão giả này không phải loại hình thủ hộ thần của Hỏa Ô đế quốc, cũng tất nhiên là loại quyền thế lớn đến đáng sợ kia. Nhưng trên mặt hắn vẫn là dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm, ung dung nói. Nguyên lai lão bá cảm thấy trận pháp này thú vị a, thế nhưng trước khi chúng ta ra ngoài, cung chủ đã từng thông báo, đây chính là bí mật bất truyền của bản môn, không thể dễ dàng tiết lộ. Nếu chúng ta truyền ra ngoài, trở lại tất nhiên sẽ bị phạt nặng. Cung chủ, lão giả đầy bụng hồ nghi nói. Các ngươi là môn phái nào? Làm sao ta chưa từng nghe nói phái nào có loại dẫn lôi thuật này? Chuyện này, Lý Vân Tiêu khổ sở nói. Thứ cho không thể trả lời. Bản phái đến Hỏa Ô đế quốc thời gian không lâu, căn cơ còn thấp, không cách nào cùng những tông phái sừng sững mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm kia so sánh, hôm nay lại đánh lén Huỳnh Dương gia. Nếu bị người biết, há không phải mang đến đại họa cho môn phái. Trong lòng lão giả nhanh chóng tính toán, môn phái thời gian còn ngắn. Rất nhanh mấy cái đối tượng hoài nghi liền hiện lên ở trong đầu. Hắn cố ý trầm mặt xuống, quát lạnh, ta sao biết ngươi nói thật hay giả. Nếu các ngươi là tặc nhân của hai đại đế quốc phái tới, tha các ngươi trở lại, vậy Hỏa Ô đế quốc ta há không phải rơi vào chuyện cười lớn. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hết sức khổ sở nói. Cái này. Muốn chúng ta giao ra trận pháp cũng không phải là không thể, cái này, có câu nói rất hay, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, có chút bồi thường, chúng ta trở lại bị trách phạt cũng là cam tâm tình nguyện a. Mọi người nói có phải không? Hừm, ân. Cả đám lập tức rõ ràng ý tứ của Lý Vân Tiêu, dồn dập gật đầu lên,
từng cái hai mắt tỏa sáng. Đúng đấy, nếu thất lạc trận đồ, trở lại cung chủ tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta. Cực âm hàn khí kia nhớ tới cũng đã đáng sợ, đánh vào trong cơ thể sợ là cả đời cũng khó mà hóa giải. Lần trước Trương Tam đi ra chấp hành nhiệm vụ, làm mất một cái huyền binh cũng bị cung chủ đánh trọng thương nửa năm mới tốt. Ai nha, trừ khi có thể được bồi thường tương ứng, bằng không dù là chết, chúng ta cũng không chịu giao ra trận đồ. Khặc khặc, Lý Vân Tiêu tầng tầng ho khan mấy lần, mới bất đắc dĩ nói. Đại nhân, người cũng nghe được, không phải chúng ta không muốn cho ngài, mà là chúng ta sợ a. Lão gia ngài thân là thất túc cảnh vũ hoàng, tùy tiện cho chúng ta chút đồng nát sắt vụn, để trong lòng chúng ta được một chút an ủi cũng phải a. Lão giả nghe mà trợn mắt ngoác mồm, nào có đạo lý như vậy. Mình đây chính là chặn đường cướp đoạt, chẳng qua là ngượng ngùng sệ mặt xuống cướp trắng trợn mà thôi, đám người kia làm sao không thức thời như thế. Biết mình là vũ hoàng, lại vẫn cùng mình bàn điều kiện. Lão gia ngài thân là vũ hoàng, sẽ không muốn cướp trắng trợn, bắt nạt những hậu bối chúng ta này chứ. Lý Vân Tiêu cau mày hồ nghi nói, nhất thời đánh tan ý nghĩ muốn trực tiếp động thủ cướp đoạt của lão giả, nếu bị những người khác biết mình cướp đồ vật của tiểu bối, hơn nữa còn có một hài tử 15 tuổi, sau này mình cũng không cần ở Hỏa Ô Đế quốc lăn lộn. Khặc khặc khặc, lão giả tầng tầng ho khan lên, sắc mặt giận dữ, quát lạnh. Các ngươi cho rằng Chu Cẩn ta là người nào, còn sẽ xuất thủ cướp đồ vật của tiểu bối các ngươi? Quả thực là làm càn. Nếu không phải trận pháp này hơi có chút ý tứ, ta cũng sẽ chẳng thèm nhìn liền ném xuống, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta đường đường vũ hoàng, còn có thể đi nghiên cứu những đồ vật cấp thấp kia sao? Đương nhiên, ta cũng không thể lấy không, các ngươi đã gặp Chu Cẩn ta, chính là cơ duyên của các ngươi. Ta tùy tiện đưa cho các ngươi chút thứ tốt, để cho các ngươi được lợi vô cùng đi. Ta muốn một huyền binh cấp 5, đan dược cấp 6, cấp 5 chiến giáp, đại địa chi nhĩ, thần thông yếu quyết. Hóa thánh đan. Chu Cẩn chưa kịp mở miệng, tất cả mọi người đã dồn dập kêu la lên, từng cái kích động không thôi. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Đều là một đám gia hỏa không hiểu chuyện, ta muốn 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch là tốt rồi. Chu Cẩn. Hắn bỗng nhiên cả giận nói, các ngươi dám đùa ta. Đùa ngài. Lý Vân Tiêu dáng vẻ vô tội, ngạc nhiên nói. Ngài là vũ hoàng cường giả, chúng ta dám đùa ngài. Không muốn sống sao? Sẽ không phải là ngươi không muốn cho, hoặc là chút ít đồ này đều cho không nổi chứ? Chu Cẩn. Khặc khặc, làm sao có khả năng cho không nổi, tuy rằng những thứ đồ này quý giá, nhưng ta còn không để vào mắt. Có điều ai sẽ cả ngày đem một đống lớn đồ vật mang trên người, huống hồ cái phá trận của các ngươi cũng không đáng cái giá này. Như vậy đi, cho ngươi 20.000 thượng phẩm nguyên thạch, nhanh đem trận đồ cho ta đi. Cái gì? 20.000? Thượng phẩm hay cực phẩm, ta không nghe lầm chứ? Lý Vân Tiêu trợn to tròng mắt, một mặt không thể tin. Chu Cẩn mặt già đỏ ửng, cáu giận nói. Vậy thì thêm 10 vạn đi, không thể nhiều hơn nữa. Đồ vật kia 10.000 cũng không đáng. Lý Vân Tiêu hừ nói. 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, chúng ta kính trọng ngài là cường giả, là tiền bối, ngài khi chúng ta là ăn mày, xin cơm sao? Sĩ khả sát bất khả nhục. Ngày hôm nay chúng ta chính là cùng trận đồ sống chết, cũng tuyệt không thể bôi nhỏ tông môn, rơi mất mặt mũi. Chu Cẩn giận tím mặt, hầu như muốn nổi giận, mình đường đường vũ hoàng, lại cùng một đám nhóc con này rông dài lâu như vậy, nếu không phải còn có mấy đạo thần thức ở chung quanh đây nhìn ngó, mình liền giết người cướp đồ là được rồi. Nhưng bây giờ còn có người nhìn chằm chằm, nếu là truyền ra ngoài, để mặt mũi Chu Cẩn ta hướng về nơi nào thả. Nhất thời cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử. Người chớ quá mức. Nói cái giá đi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn làm sao không biết trong lòng lão giả kia có e dè, xem ra bên trong Hỏa Ô Đế quốc này cũng tranh đấu không ngừng a, nơi có người thì có giang hồ, quả nhiên một điểm không sai, hắn giơ ba ngón tay lên, lãnh đạm nói, 30 vạn thượng phẩm nguyên thạch, thiếu một khối, ngài liền giết chúng ta đi. Chi? Chu Cẩn hít vào ngụm khí lạnh, tuy rằng 30 vạn hắn không phải không bỏ ra nổi. Nhưng cũng tâm thương yêu không dứt. Nhưng vừa nghĩ tới dẫn lôi trận đồ, nhất thời nội tâm không nhịn được kích động. Bản thân hắn tu luyện chính là công pháp hệ lôi, vô cùng hiếm thấy, hơn nữa tu luyện dị thường khó khăn, nhưng nếu là bất cứ lúc nào cũng có thể xúc động lôi đình phụ tá, cảnh giới của mình đủ để lên một bước dài. Vì lẽ đó trận đồ kia nhất định phải chiếm được. Được, 30 vạn liền 30 vạn,
nhưng nếu ta phát hiện trận đồ này có vấn đề, hoặc là không đáng cái giá này, các ngươi chờ chịu đựng lửa giận của ta đi. Chu Cẩn vô cùng thẳng thắn ném qua A một cái túi đựng đồ, sau khi Lý Vân Tiêu tiếp nhận cũng không nhìn liền trực tiếp cất đi. Lấy thân phận của đối phương, nếu đã không tiện ra tay cướp, tự nhiên cũng sẽ không chơi xấu. Hắn cười đem trận đồ đã sửa chữa kia ném tới. Sau khi Chu Cẩn nhận lấy nhìn kỹ, nhất thời hai mắt bốc lên tinh mang, hưng phấn cất đi, cảm giác nội tâm đau đớn nhất thời hóa thành không khí, hài lòng nói, nhìn dáng dấp vẫn được, có chút ý nghĩa. Các ngươi cho Huỳnh Dương gia sỉ nhục lớn như vậy, tự mình lo lấy đi. Đừng tưởng rằng có thể gạt được tất cả mọi người, Hỏa Ô Đế quốc cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Lý Vân Tiêu cười nói. Chờ bọn hắn còn có lực lượng lại nói sau đi, đa tạ tiền bối bồi thường. Sau này còn gặp lại, hắn cũng không dài dòng nữa, đánh mấy cái quyết ấn vào trong chiến xa, nhất thời, vèo, một tiếng, mở tốc độ tối đa, hướng về xa xa lao đi. Bầu trời Huỳnh Dương gia, Huỳnh Dương Nghĩa cùng các trưởng lão nghi ngờ không thôi nhìn thiên ngoại huyền minh ngọc trong lôi ngục, trong đó tản mát ra sức mạnh để bọn họ cũng cảm thấy hết sức khiếp sợ. Ở đây mọi người đều là hạng người kiến thức rộng rãi, nhưng không ai nhận ra kia rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết làm sao từ trong lôi ngục lấy ra. Tộc trưởng đại nhân, nếu không trước tiên thu hồi 12 chiếc chiến xa này, lôi điện chi ngục kia tựa hồ là dựa vào những chiến xa này duy trì vận chuyển a. Một tên trưởng lão đề nghị. Không sai, khối đá này hẳn là then chốt tra tìm hung thủ. Bọn họ hẳn là không kịp thu hồi đi, liền trực tiếp đào tẩu. Chúng ta liền từ khối đá này bắt tay vào làm. Sắc mặt Huỳnh Dương Nghĩa âm trầm như nước, coi như tìm ra hung thủ, đem bọn chúng chém thành muôn mảnh, cũng không cách nào cọ rửa sỉ nhục của Huỳnh Dương ra. Có thể khẳng định chính là, bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ đế đô đều sẽ truyền ra chuyện này, bao nhiêu người sẽ ở trong bóng tối lén lút cười vui sướng. Vừa nghĩ tới đó, Huỳnh Dương Nghĩa liền cảm thấy cả người muốn bạo ra, hắn phẫn nộ đánh xuống một trường, trực tiếp đánh vào trên một chiếc chiến xa. Ong ong! Theo hắn đánh xuống một trường, trên chiến xa kia đột nhiên bốc lên bạch quang, thật giống như ở dưới nhiệt độ cao bị đốt sáng, tiếp theo 11 chiếc chiến xa khác dồn dập thắp sáng lên, thật giống như 12 vật phát sáng nổi giữa không trung, đem chu vi mấy trăm thước chiếu một mảnh sáng trưng, mắt không thể thấy. Chuyện này! Trong lòng Huỳnh Dương Nghĩa cả kinh, một loại cảm giác xấu nhất thời dâng lên đầu. Giờ khắc này thiên ngoại huyền minh ngọc trong lôi ngục tựa hồ cảm giác được cái gì, biến đến cơ hồ trong suốt lên, từng đạo cực âm hàn khí từ trong đó bắn ra, chỗ đi qua đem không khí đông lại thành tượng băng. Chi! Một tên trưởng lão hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác quát, không được. Những chiến xa này muốn tự bảo. Huỳnh Dương Nghĩa cũng từ trong kinh ngạc đến ngây người triệt để phục hồi tinh thần lại. Cả người tức đến phát dung, gầm thét lên giận dữ hét, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, bảo vệ người trong tộc. Hết thảy đệ tử Huỳnh Dương gia, mau mau chạy a. Lại không nói 12 chiếc chiến xa này thuộc về huyền binh cấp 3, nổ tung lên bọn họ vẫn có thể chống đối. Nhưng thiên ngoại huyền minh ngọc trong lôi ngục, lại cho hắn một loại hoảng sợ cùng chấn động đến từ sâu trong tâm linh, ở dưới loại hàn khí kia, hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất muốn đông lại, thứ này nếu nổ tung lên. Hắn vừa nghĩ tới đây, nhất thời cả người rét run, đã không bình tĩnh được. Hết thảy vũ tông cường giả của Huỳnh Dương gia, dồn dập triển khai ra lá bài tẩy của mình, hướng bên trong lôi ngục đánh tới. Thời khắc gia tộc sống còn, làm cho tất cả mọi người đều một lòng đoàn kết, phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Thế nhưng, oanh! 12 chiếc chiến xa kia ầm ầm nổ tung, thật giống như 12 tiểu thái dương ở trên không trung nổ tung, bạch quang đâm nhói mắt người. Lực lượng trùng kích to lớn rung trời động địa, nhưng rất nhanh một đạo hào quang màu xanh lam tỏa ra, đem hết thảy bạch quang nuốt chửng vào, như một đóa thanh liên to lớn, nở rộ ở trên bầu trời đế đô, cả Thượng Dương Thành bị chiếu rọi thành màu lam nhạt. Cỗ lực lượng ánh sáng cùng lực lượng màu xanh lam kia nuốt chửng tất cả, không có một chút âm thanh nào, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác tịch diệt đến. Hết thảy tiếng nổ mạnh đều ở dưới màu xanh lam kia yên tĩnh lại. Hầu như hết thảy cường giả trong Thượng Dương Thành đều ngơ ngác thất sắc, dồn dập phóng lên trời. Chu Cẩn nhìn chiến xa của Lý Vân Tiêu biến mất ở cuối chân trời, hướng kia chính là chỗ Vô Thượng Cung. Lẽ nào là người của Vô Thượng Cung? Chu Cẩn cau mày nghĩ một trận, tự lẩm bẩm. Vừa nãy trên người thiếu niên kia vô tình hay cố ý toát ra chân khí thật là thuộc tính âm hàn, hơn nữa trên lôi đỉnh kia cũng tràn đầy cực âm hàn khí. Những năm gần đây trong các tông phái mới thành lập, cũng chỉ có Vô Thượng Cung mới có thực lực như thế,
Chỉ là, hắn trầm tư một trận, không khỏi kỳ quái nói. Vì sao vô thượng cung lại cùng Huỳnh Dương gia kết thù đây? Đột nhiên trong hư không truyền đến một thanh âm, hê hê, Chu lão quái, từ trong tay tiểu bối lừa thứ tốt ha. Chu Cẩn biến sắc, nhất thời tức giận hừ nói, áo địch già, mắc mớ gì tới ngươi, cút ngay cho lão tử. Ha ha, trận pháp dẫn lôi kia, ít nhất là bảo bối cấp 6 trở lên. 30 vạn thượng phẩm nguyên thạch, cha cha, chạy đi đâu tìm chuyện tốt như thế. Âm thanh của áo địch già tiếp tục trào phúng lên. Cút, Chu Cẩn giơ ngón tay giữ lên, cả giận nói, dài dòng một câu nữa, hiện tại ta liền đến rút đầu lưỡi của ngươi. Thiết, chẳng lẽ ta? Âm thanh của áo địch già truyền tới một nửa, đột nhiên ngừng lại. Chu Cẩn sững sờ, thầm nói, lẽ nào lão quái này thật bị ta dọa sợ rồi? Không thể a, không đạo lý a. Ngay ở thời điểm hắn không rõ, xa xa, trên bầu trời đế đô đột nhiên tuôn ra một mảnh bạch quang, ngay sau đó là một chùm ánh sáng màu lam thôn thiên phệ địa, hầu như đem cả Dương Thành chụp vào trong đó. Mà hướng kia, chính là Huỳnh Dương gia. Chi, đó là... Chu Cẩn hít vào ngụm khí lạnh, đạo ánh sáng màu lam to lớn kia, mang đến cho hắn một luồng hàn ý hết sức lạnh lẽo. Sức mạnh nào, dĩ nhiên tản ra xa như vậy, ngay cả vũ hoàng cường giả như hắn cũng cảm thấy một trận khiếp đảm. Vèo. Vẻ mặt hắn nhất thời nghiêm nghị lên, trong nháy mắt liền hướng bầu trời của Huỳnh Dương ra bay đi. Lấy tốc độ của Chu Cẩn, điểm ấy khoảng cách chỉ là chớp mắt liền đến. Nhưng cùng lúc đó lại cảm nhận được vài cỗ sức mạnh to lớn khác cũng cực tốc bay tới. Trong đó có một luồng chính là áo địch già, còn có mấy vị đồng dạng là lão quái vật lánh đời không ra. Tuy rằng cùng ở tại đế đô, nhưng mấy năm cũng khó gặp. Chi? Mấy bóng người hầu như là đồng thời bay tới bầu trời Huỳnh Dương ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, mỗi một người hầu như không thắng kịp, ở trên không trung trượt hơn 10 mét, lúc này mới ngừng lại, từng cái trên mặt đều hít ngụm khí lạnh, khiếp sợ dại ra, con ngươi như chuông đồng trợn thật lớn, hầu như muốn rơi xuống. Toàn bộ kiến trúc của Huỳnh Dương gia biến thành cho bụi không nói, địa phương vốn có phủ đệ, một băng cảnh to lớn hiện lên ở trước mặt mọi người. Để những lão quái đứng ở đỉnh cao của Hỏa Ô đế quốc từng cái kinh hãi không ngớt chính là, mọi người Huỳnh Dương gia toàn bộ đều bị đông cứng ở bên trong, vẻ mặt trên mặt mỗi người trông rất sống động, đại thể là hoảng sợ cùng khiếp sợ, hoàn toàn ngưng tụ ở trước một sát na đóng băng, mà trên không trung, mấy tên trưởng lão Huỳnh Dương gia cũng duy trì tư thế triển khai đại chiêu. Phẫn nộ cùng sợ hãi trong mắt vẫn như cũ chấn động lòng người. Tất cả mọi người Huỳnh Dương gia đông lại, ngay cả tộc trưởng Huỳnh Dương Nghĩa cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tuy rằng từng cái trông rất sống động, nhưng ở dưới khí tức âm hàn kia, tuyệt không có khả năng còn sống. Nói cách khác, toàn bộ Huỳnh Dương gia, chỉ cần người ở trong gia tộc, toàn bộ chết sạch, ngay cả gà chó gia súc, cũng đều duy trì tư thế trước khi chết, rất là kinh người. Đây tuyệt đối là tác phẩm nghệ thuật mà những lão quái này cuộc đời ít thấy, mỹ lệ làm người nghẹt thở. Nhưng không có một người có tâm tư cùng cảm giác thưởng thức, tất cả đều cảm thấy từng tia mát mẻ, chân khí mạnh mẽ cũng không ngăn được đáy lòng bọn họ phát lạnh, từng cái sắc mặt tái xanh, khiếp sợ không thôi. Trong nháy mắt, vẻn vẹn là trong nháy mắt, một đại thế gia sừng sững mấy trăm năm của Hỏa Ô đế quốc, liền tan thành mây khói, trở thành tác phẩm nghệ thuật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một lão quái rốt cục không nhịn được, nuốt ngụm nước miếng gian nan hỏi. Sắc mặt áo địch già tái xanh, trầm giọng nói. Luồng khí lạnh kia, hết sức âm hàn tà ác, tựa hồ là một loại chân khí chí âm chí hàn nào đó phát nổ. Tại Hỏa Ô đế quốc, am hiểu loại chân khí này. Chu Cẩn thất thanh nói. Vô thượng cung. Áo địch già lạnh lùng nhìn hắn, hừ lạnh nói. Chu lão quái. Vừa nãy ngươi là cùng những người kia đối mặt. Hiện tại ngươi có quyền lên tiếng nhất. Soạt. Ánh mắt của mọi người nhất thời rơi vào trên người Chu Cẩn, xem mà cả người hắn không dễ chịu, nhất thời cả giận nói, áo lão quái, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta cùng những người kia có quan hệ? Áo địch già hai tay ôm ngực, cười lạnh nói. Ngươi đừng sốt sắng như vậy, chút chuyện hư hỏng kia ta không có hứng thú chọc thùng. Chỉ là chuyện Huỳnh Dương gia này không phải chuyện nhỏ. Loại lực lượng kia đừng nói những vũ tông run rế này, coi như là chư vị ở đây, có mấy người dám nói mình tiếp được. Sức mạnh có thể uy hiếp đến vũ hoàng, khà khà. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động mạnh, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Loại sức mạnh này nếu bị bất kỳ một thế lực nào có được, thế lực tông phái đều sẽ sản sinh bay vọt về chất.
Một người trong đó âm lạnh nói. Chu Cẩn, những người này thật là người của Vô Thượng Cung. Chu Cẩn tựa hồ đối với người này có chút kiêng kỵ, hơi đem chân khí chống đối sát khí mà trên người đối phương tản mát ra, ngưng tiếng nói chỉ là một loại suy đoán của ta. Hàn băng chân khí hại người như vậy, trong phạm vi Hỏa Ô Đế quốc ngoại trừ Vô Thượng Cung, còn có ai luyện đi ra? Ánh mắt người kia nhìn tác phẩm nghệ thuật hết sức chấn động này một chút, ngực kích động có chút chập trùng bất định, hừ lạnh nói, bản thân Vô Thượng Cung này không có cái gì, nhưng tựa hồ cùng một đại tông phái nào đó ở Bắc Vực có vô số liên hệ. Chỉ sợ đánh thỏ đưa tới lang, vẻ mặt áo địch già cũng biến hóa khó lường, lo lắng nói. Thiên vũ giới đã có không ít thế lực đối với Nam Vực Tam Quốc chúng ta nắm giữ tài nguyên mắt nhìn chằm chằm, sự kiện lần này có thể là một loại thăm dò hay không? Theo ta được biết, Huỳnh Dương gia cùng Vô Thượng Cung cũng không có vãng lai gì, làm sao sẽ vô duyên vô cớ diệt cả nhà người ta? Hừ, có Thánh Vực Thần Đô ban bố thiết lệnh, thế lực ba vực khác ai có can đảm như thế, dám công nhiên quản đến Nam Vực ta? Chu Cẩn xem thường cười lạnh nói. Nhiều lắm là liên quan đến ân oán cá nhân. Coi như chúng ta đem chìa khóa Tu Di Sơn chắp tay đưa ra, bọn họ dám nhận sao? Áo địch già lộ ra vẻ mặt miệt thị mắng. Người biết cái gì, coi như có Thánh Vực Thần Đô quản, kia lại làm sao? Không ít siêu cấp thế lực cũng không nghe lời bọn họ. Năm đó Cổ Phi Dương giết hết 8.000 dặm Đông Hải Hải Vực, làm cho Tứ Hải Cộng Chủ Ba ra dẫn mấy trăm tên cửu thiên cảnh hải tộc vây công Thánh Vực, hướng về Thánh Vực đòi người, Thánh Vực trực tiếp mở ra đại trận, bế quan không ra. Ngay cả cái giám cũng không dám thả. Chu Cẩn giận tím mặt nói. Áo lão quỷ, người cố ý theo ta tranh cãi phải không? Phá Quân Vũ Đế Cổ Phi Dương, Tứ Hải Cộng Chủ Ba Gia, những cái kia là người nào? Một ngón tay liền có thể làm cho Nam Vực biến thành cho bụi, con mẹ nó sao ngươi không lấy ví dụ Bất Diệt Kim Thân Phách Thiên Vũ Đế Ngạo Trường không? Còn có Thần Đô Tam Đại Thánh Giả, ta đệt, áo địch già lạnh lùng nói. Hừ, coi như là Thần Tiêu Cung. Hồng Nguyệt Thành, Bắc Minh Huyền Cung, Thiên Lĩnh Long Gia, những siêu cấp thế lực này, Thánh Vực lại quản sao? Hắn nhìn Chu Cẩn muốn nổ lên mắng người, vội vàng xoay người nói. Tân Bì, ngươi nói xem đi, Hỏa Ô Đế quốc này là của Tân gia ngươi a? Tân Bì nghĩ đến một hồi, ngưng tiếng nói. Mọi người trước tiên không nên suy đoán lung tung, trước tiên xem đến cùng là ai làm lại tính toán tiếp. Chu Cẩn, ngươi gặp những người kia, chuyện này liền do ngươi đi điều tra. Hắn vỗ trán một cái, có chút đau đầu nói. Lần này có chút phiền phức, xem ra ta phải đi Tụ Thiên Tông một chuyến, việc này nói với Huỳnh Dương Hỏa như thế nào a? Chu Cẩn cười lạnh nói. Lúc mới bắt đầu các ngươi từng cái muốn xem kịch vui, tất cả đều việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, bây giờ chuyện làm lớn đi. Gia tộc tan thành mây khói, ta xem lần này Huỳnh Dương Hỏa không điên mới là lạ. Đến thời điểm hắn điên cuồng, ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tân Bì cả giận nói. Ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi thân là đại trưởng lão cung phụng đường, dĩ nhiên không thực hiện chức trách, giữ gìn an ninh đế quốc. Ngươi xem những cực âm hàn khí này, còn đang không ngừng hướng về bốn phía tản đi, sợ là mấy dặm xung quanh Huỳnh Dương gia đều sẽ chịu ảnh hưởng, căn bản là không có cách chế trụ. Tiếp tục như vậy, cả Dương Thành đều xong đời. Chu Cẩn lắc đầu nói. Nào có nghiêm trọng như thế, mấy người chúng ta liên thủ bố trí một đại trận. Đem những cực âm hàn khí này phong ấn lại là tốt rồi. Những người kia thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Nhất Tinh Vũ Tông, ta nào biết sẽ huyên náo lợi hại như vậy. Nhất Tinh Vũ Tông, lẽ nào thật sự là Vô Thượng Cung gây ra? Tân Bì tự lẩm bẩm, trong mắt hiển nhiên là một loại khó có thể tin. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói, trước tiên mặc kệ, liên thủ đem chung quanh phong ấn đi, bằng không đế đô liền thật sự xong đời. Mấy người ở dưới hắn sắp xếp tản ra. Vây xung quanh tác phẩm nghệ thuật kia. Trên người mỗi người tỏa ra chân khí cực cường, ở ngoại vi tượng băng hình thành một vòng, Tân Bì hai tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm thì thầm, một thủ ấn to lớn từ trong hai tay bay ra, hiện lên ở trên tượng băng, bỗng nhiên thành hình một vòng tròn khuếch tán ra, trung gian có một đại triển cổ điển hình chữ, phong tỏa ra kim quang, dần dần hạ xuống. Mọi người dồn dập đem chân khí rót vào trong phong ấn, nhất thời ánh vàng rừng rực. Trở nên chói mắt lòe lòe, cuối cùng tiêu tan trên không trung. Được rồi, nơi này tạm thời sẽ không có vấn đề. Các ngươi từng người trở lại, hiện tại phải cẩn thận lưu ý người khả nghi tiến vào Thượng Dương Thành. Tân Bì nói xong, liền trực tiếp biến mất ở trên trời. Đứng ở chỗ này, đều là nhân vật đứng đầu các đại thế gia,
từng cái lắc đầu trở lại. Nhưng nội tâm mỗi người đều khiếp đảm không ngớt, một thế gia truyền thừa hơn trăm năm, nói diệt liền diệt, hơn nữa tiêu vong xuất kỳ bất ý như vậy, hoang đường như thế, mỗi người đều có cảm giác mèo khóc chuột. Chu Cẩn thấy áo địch già cười quái dị nhìn mình, nhất thời nộ rên một tiếng, xoay người liền bay đi. Rất nhanh, việc Huỳnh Dương gia tựa như gió xuân thổi qua, toàn bộ người đế đô đều biết. Rất nhiều người còn cố ý chạy tới quan sát, đều bị tượng băng to lớn liên miên kia làm khiếp sợ đến trợn mắt ngoác mồm, cách tượng băng hơn 10 mét, đám người Tân Bì liên thủ bày xuống cấm chế, bất luận làm sao cũng không đi vào được. Ban đầu có chút võ giả còn không tin tà, sau đó bất luận công kích làm sao cũng không phá ra được, lúc này mới chịu thua. Bởi người quan sát thực sự quá nhiều, đầu người phun trào, không ít người bị dẫm đạp mà chết. Hoàng thất rất nhanh liền phái ra cấm vệ quân phong tỏa nơi đây, lúc này mới để người khắp thành dồn dập trở lại. Nhưng các loại đồn đãi lại như nấm mọc sau mưa truyền khắp Thượng Dương thành, đơn giản là nói Huỳnh Dương gia làm ác quá nhiều, bị trời cao hạ xuống lôi đình trừng phạt. Các đại thế gia của Thượng Dương thành bắt đầu đem phòng ngự của gia tộc tăng lên tới cao nhất, dồn dập đem cao thủ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ triệu hồi, trong tộc một ít người thừa kế cùng hậu bối có thiên phú tốt thì lại dồn dập đưa đi. Để tránh dẫm vào vết xe đổ của Huỳnh Dương gia, lúc này, hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vô Thượng Cung. Bởi vì sau khi người đi tham gia tiệc rượu trở về, nhất thời tất cả mọi người đều biết cừu hận giữa Vô Thượng Cung cùng Huỳnh Dương gia, thêm vào cực âm hàn khí kia, hung thủ đã vô cùng sống động. Mà duy nhất đối với chuyện này đoán ra chân tướng, chỉ có Thiên Nguyên Thương Hội Đinh Linh Nhi. Cái gì, tiểu thư ngươi nói chuyện này là Lý Vân Tiêu làm, tuyệt đối không thể. Huỳnh Dương gia ta cũng đến xem qua, kia tuyệt đối là sức mạnh quỷ phủ thần công, trong nháy mắt giết chết tất cả mọi người. Nếu Lý Vân Tiêu có lực lượng bực này, đã sớm xưng bá Hỏa Ô Đế Quốc, còn ở Viêm Vũ Thành lăn lộn làm gì? Vu Dung một mặt không tin, đem đầu lắc như trống bỏi. Tuy rằng Đinh Linh Nhi tiểu thư suy đoán rất ít phạm sai lầm, nhưng lần này quá mức ly kỳ, hắn bất luận làm sao cũng không tin. Đinh Linh Nhi thở dài nói. Đâu chỉ là ngươi không tin. Coi như là chính ta cũng không tin. Nhưng ta dám khẳng định, nhất định là Lý Vân Tiêu làm. Mã Thiên Hà mạnh nhất Vô Thượng Cung, cũng chỉ có lực lượng tam tinh Vũ Tông cường giả trong tông chỉ có 4 người, coi như là kéo lực lượng toàn tông, cũng không phải đối thủ của Huỳnh Dương gia. Vu Dung nói, Vô Thượng Cung cũng không được, Viêm Vũ Thành càng không được. Bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là cửu tinh Vũ Vương mà thôi, nếu nói là bọn họ diệt Huỳnh Dương gia, ha ha. Đây chính là tiểu thư ngươi nói chuyện cười đệ nhất thế gian. Đinh Linh Nhi không để ý đến Vu Dung, mà là trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc nồng đậm, tự lẩm bẩm. Bọn họ đến cùng là làm như thế nào? Lý Vân Tiêu kia quá thần bí, chúng ta điều tra ra được tư liệu căn bản không có bất kỳ tác dụng, trong đó nhất định thiếu hụt một chỗ mấu chốt nào đó. Đến cùng thiếu hụt cái gì? Vu Dung ngạc nhiên cười nói. Tiểu thư ngươi cả nghĩ quá rồi. Chuyện này chắc chắn sẽ không phải là bọn người Lý Vân Tiêu làm. Cơ cấu điều tra của chúng ta, ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu, muốn điều tra công tử một tiểu quốc, chỉ cần đồng ý, ngay cả hắn khi còn bé đái dầm bao nhiêu lần cũng có thể tra được. Chắc chắn sẽ không có tin tức thiếu hụt, Ninh Linh Nhi lặng lẽ không nói, chỉ ở trong phòng đi qua đi lại. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta nghĩ không ra bất kỳ manh mối. Phu lão, bắt đầu từ hôm nay. Viêm Vũ Thành hưởng thụ đãi ngộ đệ nhất quý khách, bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, liền toàn lực chống đỡ. Chi? Vu Dung hít một ngụm khí lạnh, kinh hãi nói, đệ nhất quý khách. Tiểu thư, người biết mình đang làm cái gì sao? Chưa bao giờ nghi vấn qua quyết định của Đinh Linh Nhi, nhưng lần này hắn thực sự không nhịn được nghi vấn lên. Đinh Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, từng chữ nói. Làm đi, điều này cũng có thể sẽ là một lần đầu tư to lớn nhất. Thành công nhất đời ta. Vu Dung sững sờ nửa ngày, nhíu mày, đầy bụng hồ nghi nói. Tiểu thư, ngươi sẽ không coi trọng Lý Vân Tiêu này chứ? Tuy rằng hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng thân phận cùng. Vu lão, Ninh Linh Nhi ngượng ngùng phẫn nộ quát, ngươi nói nhăng gì đó. Nàng tức giận dậm chân một cái, trực tiếp đuổi Vu Dung ra ngoài. Vu Dung ở bên ngoài lắc đầu thở dài, truyền đến một câu nói. Ai, nữ nhi lớn không lưu được a? Ai, càng làm nàng tức giận không thôi. Một mình ngồi trong phòng sinh khí, đột nhiên nàng vì vẻ khốn quẫn của mình cảm thấy buồn cười, không nhịn được, xì, nở nụ cười.
Thượng Dương Thành, Trình Gia. Trong một mảnh dinh thự rộng lớn, Thanh Phong, đánh đàn, đốt hương, Trình Gia đương đại gia chủ Trình Phong đang chuyên nghiên một bàn cờ giang dở, đối diện ngồi một lão giả hạc phát đồng nhan, ánh mắt mỉm cười, dịu dàng không nói. Trình Phong cầm quân trắng, do dự bất định. Một lúc lâu, rốt cục thả quân cờ trong tay xuống, thở dài nói. Thế cờ của Bách Lý Đại Sư thực sự là quá huyền diệu, Trình Phong đã đăm chiêu nửa tháng, không chỉ không cách nào phá giải, hơn nữa lúc tâm thần xâm nhập trong đó, còn mơ hồ có tâm ý kinh sợ, thực sự là quá thâm ảo, mong Đại Sư chỉ giáo. Bách Lý Công Cần vuốt râu cười nói, tàn cục này ta cũng phá không được. Trình Phong ngạc nhiên, kinh nghi nói, Bách Lý Đại Sư cũng phá không được. Vậy ván cờ này, Bách Lý Công Cần làm cái thủ thế, cười khổ nói. Ngươi nghiên cứu nửa tháng, ta là đã nghiên cứu nửa năm. Đây là Vũ Đế Đằng Quang bày xuống tàn cục, gọi là thiên địa huyền kỳ. Bên trong ẩn chứa lĩnh ngộ vô thượng của Vũ Đế Đằng Quang đối với trận đạo, nếu có người có thể phá giải, liền có thể kế thừa trận đạo 800 quyển của hắn, thành tựu một đời trận pháp đại sư. Chi, thân là tộc trưởng một trong tứ đại thế gia lớn nhất của Hỏa Ô Đế Quốc, từ lâu lòng dạ đã không cạn, xử sự không sợ hãi, dù vậy vẫn giật nảy cả mình. Hít vào ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắn khiếp sợ ngưng tiếng nói, người nói là một đời kỳ thánh, ở trên thiên địa phong vân bảng xếp hạng thứ 7, bị thánh vực phong hào là vương tọa Vũ Đế Đằng Quang. Bách Lý Công Cần nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt mỉm cười gật gật đầu. Trình Phong ngơ ngác nhìn ván cờ này một chút, đầy bụng hồ nghi nói, đồ vật quý giá như vậy, sao Bách Lý Đại Sư có thể chiếm được? Bách Lý Công Cần nhìn dáng dấp hắn căng thẳng, cười to nói. Trình lão đệ, không cần cẩn thận như vậy. Chuyện này hiện tại toàn bộ thánh vực đều biết. Hơn nữa người khổ tâm nghiên cứu không hơn vạn cũng có mấy ngàn, bất quá có thể lĩnh ngộ trận đạo trong đó lại chưa từng nghe nói. Nhưng không ít người từ bên trong tìm hiểu đến vũ ý càng cao hơn, đối với tu vi có tăng tiến cực lớn, việc này đúng là thường có nghe nói. Đáng tiếc ta không tinh võ đạo, trước sau khó có lĩnh ngộ, trình lão đệ thực lực kinh người, nếu chuyên tâm nghiên cứu, vẫn là có thể ngộ ra chút gì cũng khó nói. Trình Phong có vẻ hơi bất ngờ, cười khổ nói. Hại ta cả kinh một hồi, nếu như thiên địa huyền kỳ chỉ có một phần, vậy trình gia ta sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Tuy rằng trình gia ở Hỏa Ô Đế Quốc muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ thiên vũ đại lục, cũng chỉ là run rế mà thôi. Bảo vật kinh thiên bực này, căn bản nghĩ cũng đừng đi nghĩ. Ha ha! Bách Lý Công Cần cười to lên. Nếu vật này chỉ có một bản, ta đã sớm không biết chết ở nơi nào. Vương tọa Vũ Đế cũng là nổi lên tâm thu đồ đệ, đáng tiếc những người đi vào bái sư kia từng cái tư chất đều không vào hắn mắt, lúc này mới nghĩ ra loại biện pháp này. Nếu có người có thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, liền có thể bái hắn làm thầy, truyền thừa trận đạo, thành tựu vô thượng tôn sư. Mặc dù không cách nào tham phá toàn bộ, có thể học được mấy thành bản lĩnh của hắn. Cũng là được ích lợi vô cùng. Trình Phong hơi có chút ngạc nhiên, lại có chút mất mát nói. Toàn bộ đại lục có bao nhiêu thiên tài cũng không thể hiểu thấu đáo, ta càng là không có hy vọng. Bách Lý Công Cần hơi mỉm cười nói. Việc này xác thực không dễ, nhưng cũng chú ý cơ duyên. Nói không chắc trong Trình gia có người có đại khí vận cũng khó nói, nếu may mắn hiểu được, vậy Trình gia liền có thể thiếu ngạo cửu thiên, không cần ở Nam vực làm một thế gia tầm thường. Lời nói này làm Trình Phong cũng hơi có chút động lòng, nếu như có thể được Vũ Đế truyền thừa, vậy toàn bộ thiên vũ giới Nam vực Tam Quốc, tuyệt đối sẽ không có địch thủ. Coi như là tồn tại như Tụ Thiên Tông, cũng có thể đạp ở dưới chân. Hắn lập tức dự định, đợi lát nữa liền triệu tập hết thảy tộc nhân, một người phục chế một phần xuống thử nghiệm tìm hiểu. Đột nhiên Bách Lý Công Cần nói. Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có người có thể thử một chút. Trình Phong kinh ngạc nói. Ai? Bách Lý Công Cần ngâm tiếng nói. Mọi người đều biết, năm đó Dương Địch Đại Nhân ở Thiên Thủy Quốc lưu lại một bộ tranh chữ, nói là nếu như có người có thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, liền có thể vô điều kiện vì hắn làm một chuyện. Bức họa kia mọi người chúng ta cũng gặp, tất cả đều tìm hiểu không có kết quả. Nhưng quãng thời gian trước tựa hồ bị một thiếu niên của Thiên Thủy Quốc lĩnh ngộ ra, đủ có thể thấy thiếu niên này ngộ tính cực cao. Đúng là có thể chịu đến thử một lần. Trên mặt Trình Phong lướt qua một tia không vui, hừ lạnh nói. Chuyện này ta cũng nghe nói, hơn nữa tên ngu xuẩn kia vì cứu công chúa Thiên Thủy Quốc,
đem cơ hội trời cho lần này đưa cho vương gia. Hắn nói đến mặt sau là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Xuẩn vật này cũng chẳng có gì, số may mà thôi, có người nói đáp án kỳ thực chính là bài thơ năm đó Cổ Phi Dương giấu giếm mắng Dương Địch. Bách Lý Công Cần không tỏ rõ ý kiến cười nói. Vận may cũng là một phần thực lực, hơn nữa Nguyên Hạo đối với thiếu niên này đánh giá cực cao. Trình lão đệ không ngại tìm đến thử một lần, hừ, coi như không có chuyện này, ta cũng dự định phái người đi tìm người này. Trong mắt Trình Phong xẹt qua một tia tinh mang, thần sắc bất định nói. Người này hiện tại là Viêm Vũ Thành thành chủ, gọi Lý Vân Tiêu. Lần trước Vạn Bảo Thương Hội, lại ăn gan to bằng trời, dám ra tay giết một tên đệ tử Trình gia ta, còn có người thừa kế Huỳnh Dương gia Huỳnh Dương Kiệt. Vốn cho rằng Huỳnh Dương gia sẽ xuất thủ trừng trị hắn, ta cũng chẳng muốn quản. Ai biết Huỳnh Dương gia dĩ nhiên tao ngộ đại kiếp nạn, toàn bộ đế đô đều chấn động. Đột nhiên mí mắt của Bách Lý Công Cẩn giật lên, một ý nghĩ hoang đường hiện lên ở trong óc, bật thốt lên. Lão đệ, người nói chuyện Huỳnh Dương gia này, có thể cùng Viêm Vũ Thành hoặc là Lý Vân Tiêu có quan hệ hay không? Trình Phong sửng sốt một chút, lập tức cười to lên. Ha ha, Bách Lý Đại Sư thực sự là trí tưởng tượng phong phú. Nói hai người có quan hệ, ngược lại là có đại thù không chết không thôi, nhưng Viêm Vũ Thành chỉ là một thành nhỏ của Thiên Thủy Quốc mà thôi, coi như là kéo toàn bộ lực lượng của Thiên Thủy Quốc, cũng không thể diệt Huỳnh Dương gia. Hơn nữa những tượng băng ở Huỳnh Dương gia kia ngài cũng xem qua, coi như là thất túc cảnh Vũ Hoàng, ở dưới tình huống kia cũng chưa chắc chạy thoát được. Có thực lực như vậy, chắc chắn sẽ không là hạng người vô danh. Bách Lý Công Cần nhẹ nhàng gật đầu tán thành, chậm rãi nói. Chuyện này xác thực rất là quỷ dị, hiện tại tất cả mọi người nhất trí cho rằng là Vô Thượng Cung gây ra, có người nói Huỳnh Dương Minh ở trên yến hội của Mã Phi Bạch cướp sạch bí khố của Vô Thượng Cung, còn giết không ít người Vô Thượng Cung đào tẩu, chuyện này mấy chục người tham dự lúc đó tận mắt nhìn thấy. Lúc này mới gợi ra việc trả thù, xác thực là hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới Vô Thượng Cung dĩ nhiên ẩn giấu thực lực khổng lồ như thế, có thể trong nháy mắt tiêu diệt Huỳnh Dương gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.